Mâu Ni Phật. Bạch thầy, giờ đây là giờ trình pháp, chúng con có tập trung được một số câu hỏi để thầy giải đáp, giải nghi dùng cho Phật tử. Nhưng mà trước khi giải nghi như thế thì xin thầy dành cho 10 phút để cho ba Phật tử nhận pháp quy từ thầy. Mâu Ni Phật. Con nguyện thọ trì, con nguyện thọ trì điều học, điều học không sát sanh, không sát sanh, không sát sanh, sanh con nguyện thọ trì, con nguyện thọ trì điều học, điều học không nói dối, không nói dối, không nói dối. Con nguyện thọ trì, con nguyện thọ trì điều học, điều học không uống rượu và các chất say, không uống rượu và các chất say. Các con đã thọ trì tam quy và ngũ giới thì từ nay cho đến trọn đời là phải giữ gìn tam quy và ngũ giới. Rồi quy là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, và ngũ giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say. Một người Phật tử đó là phải giữ gìn đầy đủ về tam quy ngũ giới thì mới đúng là một người Phật tử. Và nếu hiểu đúng và hành đúng tam quy ngũ giới là có thể giác ngộ giải thoát, chứ không phải là tam quy ngũ giới là chỉ là cái bước đầu thôi đâu, mà giữ đúng tam quy ngũ giới là có thể giác ngộ giải thoát. Có một Phật tử hỏi là: bạch thầy, có người thiền chừng 10 phút thì bị ngã về phía trước, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy. Thường thường mà như vậy đó, tức là do khi ngồi thiền đó là hơi quá là cố gắng định đó, cho nên thường cố gắng định quá, cho nên đó cái lúc đó nó nghiêng về định, nghiêng về định, cho nên đó là khi mình ngồi rồi tự nhiên có người á thì là ngã về phía trước, mà có người thì ngã về phía sau, có người thì ngã qua ngã lại, hoặc là có người là xoay cả người. Đó là một cái trạng thái mà khi mà mình bắt đầu đi vào cái định tâm hơi nhiều một chút đó, tức là chưa phải là định hẳn, nhưng mà mình cố gắng mình định tâm á, thì lúc đó là nó sinh ra cái hiện tượng như vậy. Thì cho nên thầy mới nói là khi mình ngồi là thư giãn buông xả để cho thân tâm hoàn toàn tự nhiên và trong sáng, và khi đó là mình biết mình biết toàn thân một cách tự nhiên, biết giống như mình biết bình thường vậy thôi, chứ đừng có nghĩ là khi ngồi thiền là mình phải giữ cái tâm cho thật là kỹ hay sao đó, không cần phải như vậy đâu. Thực ra mình ngồi là mình ngồi giống như ngồi chơi, ngồi bình thường thôi. Bởi vì lúc đó là mình ngồi như là mình nghỉ ngơi. Bởi vì cái quan trọng của cái ngồi thiền đó là có thể mình thay vì ngồi thiền, trong thiền người ta nói là nghỉ ngơi vô sự. Cái tâm mà vô sự đó là cái tâm đó là tâm rất là cao. Tâm mình nó luôn luôn là thực sự, tức là cứ hết chuyện này qua chuyện khác, nghĩ cái này qua cái kia, hoặc là nếu không nghĩ thì mình lại cố gắng định tâm lại. Nhưng mà bất kỳ là mình làm gì thì cũng đều là hữu sự cả. Còn bây giờ là mình ngồi hoàn toàn thư giãn buông xả để cho tâm nghỉ ngơi vô sự. Giống như mình là một người thảnh thơi không có chuyện gì làm, này cả là vậy. Ngồi thiền là giống như mình ngồi chơi không có việc gì làm cả, mình ngồi cho nó yên để cho tâm nó được nghỉ ngơi thôi.
Thầy lấy ví dụ như là mình thăm một chiếc xe, tất nhiên chiếc xe là để mình đi, đi công việc này, đi công việc kia, hoặc là chở cái này, chở cái khác. Nhưng mà là ít nhất là một ngày mình đi về mình phải để vào trong gara để cho nó ngồi yên. Thì mình cũng vậy, tức là mình phải để cho một cái thời gian cho nó ngơi nghỉ. Thì cái thân tâm mình đó là mình đã làm nhiều việc quá rồi. Nhưng mà bây giờ mình ngồi thiền mình cũng cố gắng phải làm thế này, phải làm thế kia thì nó cũng như không. Do đó khi ngồi thiền á, thực ra là mình hoàn toàn buông thư cả thân lẫn tâm. Thầy nói là thư giãn á, thư giãn là nói về thân, còn buông xả là nói về tâm. Thì mình có thể nói chung nó lại thành một cái từ gọn gàng và rất là hay là buông thư. Mình buông thư để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi. Khi mình ngồi đó là giống như mình ngồi nghỉ ngơi vậy thôi. Nhưng mà trong đó có một yếu tố rất quan trọng, đó là yếu tố mình duy nghỉ ngơi. Nhưng mà khi mình cái tâm mà nó để cho nó nghỉ ngơi á, thì nó lại rất sáng. Cái tâm đó lúc đó nó có đầy đủ hai yếu tố là định và tuệ, tức là tâm mình nó yên là định và nó rất sáng là tuệ. Cho nên lúc đó đó mình ngồi yên, ngồi nghỉ ngơi, nhưng mà chuyện gì xảy ra mình cũng biết. Chuyện gì xảy ra, ví dụ như xảy ra nơi thân, tức là khi thở thì thân thế nào là mình biết. Khi xảy ra nơi thọ, tức là lúc đó mình có cảm giác gì thì mình biết. Và xảy ra nơi tâm, tức là lúc đó cái tâm mình là trong sáng hay là tâm mình nó có hơi suy nghĩ chuyện này chuyện kia gì đó thì đều mình biết hết. Thì cái chính yếu trong đó đó là buông xuống để cho cái tánh biết nó hoạt động tự nhiên. À, quý vị nhớ cái điều đó, đó. Còn nếu mà mình hơi cố gắng mà khi mình ngồi là mình có một cái giống như mình có cái quan niệm sẵn là hệ ngồi là phải định lại. Mà cái cố gắng định lại đó, đó thì nó sẽ tạo ra một số những cái hiệu ứng. Mà hiệu ứng đó đó, nếu cái người mà họ ngồi mà họ buông thư một cái thì tâm nó hoàn toàn rộng lặng trong sáng á, thì là tốt. Nếu có nghĩ gì á, hay là có cái động tình gì thì mình cứ thấy thôi là cũng vẫn tốt. Nhưng mà nếu như mình mà quá, mình cố gắng để giữ cái tâm lại, ví dụ như mình cố gắng giữ tâm không hay là mình cố gắng giữ tâm định thì đều là sai hết. Tức là mình chỉ buông xuống để cho cái tâm trả cái tâm lại, trả cái thân tâm lại cho cái điều kiện tự nhiên. Bởi vì pháp là tự nhiên, cho nên mình trả pháp lại cho pháp, có nghĩa là mình trả lại cho thân tâm tự nhiên. Cái điều đó mà vô cùng quan trọng. Cho nên lúc đó, đó nếu mà nó có hơi ngã nghiêng thì mình biết ngã nghiêng. Thân tâm mình mà có hơi ngã nghiêng chút xíu thì mình cũng thấy là thân nó đang ngã nghiêng. Và khi mình biết đó, thì tự nhiên nó sẽ đứng lại, nó sẽ yên lại thôi. Bởi vì khi mình không biết thì nó rơi vào một cái bản năng. Nhưng mà khi mà mình tự tỉnh thức, tức là mình biết thì tự nhiên nó sẽ dừng lại. Chứ mình không cần phải cố gắng người mình cố gắng, cho nên nó bị hơi ngã nghiêng chút. Thì khi ngã nghiêng chút mình lại cố gắng gường lại thì cũng cần mình cứ để tự nhiên thôi. Mà mình chỉ thấy thì tự nhiên nó sẽ tự động điều chỉnh. Cái cơ thể của mình đó, nó có cái khả năng tự động điều chỉnh. Có một người hỏi là xin Hòa Thượng Hoa Nghị hướng dẫn thực tập phương pháp thần đồng chú tâm quan sát hay là trở về trọn vẹn tỉnh thức trong lần định tỉnh sáng suốt. Trước hết là thầy đến chính là đây không phải là phương pháp, mà đây là cái nguyên lý chứ không phải là phương pháp. Nguyên lý và phương pháp khác nhau sao? Nguyên lý đó, tức là những yếu tố nó có sẵn gọi là nguyên lý, tức là yếu tố này không phải do ai làm ra hết á, mà nó có sẵn từ hồi nào giờ vậy thì cái đó gọi là nguyên lý. Còn cái mà mình bày đặt ra đó thì cái đó gọi là pháp chế định. Còn cái gì mà nó có sẵn từ nào hồi nào giờ nó sẵn là vậy đó thì cái đó là pháp, là nguyên lý hay là pháp chân đế. Thì cái mục đích của người thiền của mình á,
là để mình thoát ra khỏi cái pháp chế định, để mình trở về với pháp thực tánh, thực tánh chân đế. Bởi vì trong đời sống hàng ngày là mình cứ nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia, rồi bị cái này cái kia chi phối, là hoàn toàn là ở trong tục đế, tức là ở trong pháp chế định. Thì bây giờ mình ngồi là để mình thoát ra khỏi cái pháp chế định đó, mình không còn pháp chế định nữa, bây giờ mình chỉ tròn vẹn như pháp đang là, tức là lúc đó là pháp thực tánh. Thế nhưng mà mình khổ một nỗi là mình ngồi lại cái rồi nó vẫn cứ chạy theo cái pháp chế định, phải không? Mình vẫn nghĩ cái này nghĩ cái kia, mình tức là mình vẫn cứ theo cái lề thói của cái pháp chế định, mình sống ở trong đời sống hàng ngày, gọi là tục đế. Tục đế tức là những cái sự việc mà trong đời sống hàng ngày, ví dụ mình nghĩ tới đi chờ, mình nghĩ tới học hành, mình nghĩ tới làm cái này cái kia gì đó, thì tất cả những cái đó là pháp chế định. Mình ngồi mình nhìn, ví dụ giờ quý vị ngồi đây nhìn thấy cái bình hoa, nếu mà chị nhìn thấy như thế thôi á thì cái này nó là pháp tự nhiên, phải không? Tức là mỗi cái pháp là tự nhiên. Nhưng bây giờ mình nghĩ là cắm như vậy chưa đẹp, phải cao hơn chút mới đẹp, tức là chế định. Rồi mình phải phân biệt giữa pháp chế định với pháp thực tánh, nó khác nhau sao. Cái hoa này á, là vốn nó là thực tánh, tức là nó như thế nào thì nó là vậy thôi, thì nó là thực tánh. Nhưng mà khi mình cắm kiểu này hay cắm kiểu kia á, mình nói kiểu này đẹp kiểu kia xấu đó, là đó là pháp chế định. Chế định tùy theo trường phái. Ví dụ như trường phái này thì nói là cắm kiểu này thì đẹp, còn trường phái này nói là cắm nghiêng nghiêng mới đẹp chẳng hạn, thì cái đó là chế định. Chế định tức là do con người mình nghĩ ra mà đặt ra, chứ không phải là vốn nó có. Giống như mình một cái cây kiễng, và để tự nhiên nó trồng như vậy á, thì đó là thực tánh. Nhưng mà nếu mình uống đồ cho nó theo cái cách của mình, đó là uống ngã này để cho nó thành ra là 3 nhánh, 5 nhánh, 10 nhánh gì đó, thì thế để mình đặt cho nó ý nghĩa này, ý nghĩa kia, thì đó là tục đế. Vì vậy cho nên là quý vị phải phân biệt được đâu là tục đế, đâu là chân đế, hay là đâu là nguyên lý và đâu là phương pháp. Phương pháp là thuộc về tục đế, còn cái nguyên lý là thuộc về chân đế. Thì cái mục đích tu tập của mình là trả mình về cho chân đế, tức là trả về cho cái thực. Thế thì bây giờ thế này, thí dụ như mình cố gắng mình hành thế này thế kia, đó là tục đế, hay mình theo cái kiểu phương pháp này phương pháp kia, thì đó là tục đế. Còn bây giờ mình chỉ trở về để thấy pháp như thế nào thì nó là như vậy thôi, thì đó là chân đế. Mà cái mục đích tu của mình là để trở về với chân đế, đừng có bị lệ thuộc vào tục đế, đừng có lệ thuộc vào pháp chế định thế gian, mà là lúc đó mình cứ ngay nơi sự thật để mình thấy thôi. Vì vậy mà thí dụ như thay vì một cái tu, một cái phương pháp tu là phải thế này thế kia đó, thì thầy không có nói phải thế này thế kia, mà chỉ nói là mình thần trọng chú tâm quan sát thôi. Vì cái thần trọng chú tâm quan sát là mình có sẵn, chẳng phải mượn, không vay mượn ai cái thần trọng cả, không vay mượn ai cái chú tâm, không vay mượn ai cái quan sát cả, mà cái tính chất mà thần trọng chú tâm quan sát mình sẵn có, cho nên cái đó gọi là nguyên lý chẳng phải phương pháp. Và mình cũng bắt buộc mình phải đi kiểu này hay đi kiểu kia, ngồi kiểu này hay ngồi kiểu nào, mà mình cứ tự nhiên đi tự nhiên, ngồi tự nhiên, thì trong cái tự nhiên đó mà mình vẫn thần trọng chú tâm quan sát, thì lúc đó cái tâm của mình nó sẽ không có buông lung phóng dật, không có thất niệm và không có mất tỉnh giác. Như vậy thì là nếu mình thần trọng chú tâm quan sát thì giúp cái tâm của mình nó trở về với cái hiện trạng của mình đang làm, tức là lúc ví dụ như mình đang đi chẳng hạn, hay là mình đang ngồi chẳng hạn, thì giúp cho cái tâm mình trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái đang ngồi đó. Nhưng mà lúc đầu á là thầy thấy là
để cho mọi người đều có thể dễ dàng thực hành đó, thì thầy nói ba cái yếu tố đó là thần trọng, chú tâm, quan sát. Mọi người nếu mà biết thần trọng, chú tâm, quan sát thì sẽ tròn vẹn với cái đi, tròn vẹn với đứng, với nằm, với ngồi, với ăn, với làm tất cả mọi chuyện. Mà thần trọng, chú tâm, quan sát thì cái thứ nhất á, là tâm mình nó được thoải mái, thanh tịnh, trong sáng. Mà thứ hai đó, khi tâm mình thanh tịnh, trong sáng ấy, thì cái hiệu quả của việc làm là cao. Thí dụ như một bác sĩ mổ cho một bệnh nhân, mình thấy bác sĩ đó là rất là nhẹ nhàng, thoải mái, và thần trọng, chú tâm, quan sát trong từng cái đường mổ của mình thì chắc chắn là thành công cao. Còn nếu như một bác sĩ mà lúc đó đang bực mình chuyện gì ở nhà, rồi đang mổ nhưng mà cứ nhớ cái chuyện ở nhà là bực mình chuyện gì đó, hay là thất bại cái chuyện gì đó, bây giờ cứ bực tức trong bụng, thì cái việc mà mổ nó không còn tròn vẹn, không còn tròn vẹn tỉnh thức với cái việc mổ đó. Thì mình ở đời đó là thường mình làm việc gì mà thiếu cái tròn vẹn tỉnh thức đó, thiếu cái sự thần trọng, chú tâm, quan sát, thì cái hiệu quả của việc làm mình sẽ rất thấp. Cái phòng của thầy á, thầy có làm một cái dạy thích thất, mà trong đó một phòng là thầy ở, còn những phòng khác á, là để dành cho khách. Ví dụ như chư tăng, vị tăng nào đến thăm thầy hoặc là đến chùa ở lại thì thầy ở trong cái dạy phòng đó. Cái phòng của thầy á, là ở thường trực, nhưng mà những cái đồ mà thầy sử dụng á, là không có hư, rất lâu hư. Mà mấy cái phòng kia đó thì mặc dù là phòng chỉ có khách thôi, tức là lâu lâu người ta ở một lần đó, mà hết hư cái vòi thì đến hư cái này, đến hư cái kia, là tại vì á, thiếu thần trọng, chú tâm, quan sát. Có thể là do họ là một vị đến ở là, cho nên là chưa biết sử dụng cái này, chưa biết sử dụng cái kia, thì cái yếu tố mà thần trọng, chú tâm, quan sát là sẽ giúp cho họ rất là lớn. Khi nào mà thầy đến ở một cái chỗ nào là thầy vẫn là đầu tiên là thần trọng, chú tâm, quan sát từng đi từng tí. Thí dụ như thầy qua một cái chùa Thái Lan, mà lúc đó thầy cũng có biết vài ba tiếng Thái Lan sơ sơ thôi, chứ không có biết nhiều. Nhưng mà sống ở trong cái thất của một cái vị sư đó thì là giống như thầy đã từng sống ở đó rất lâu ngày rồi. Bởi vì do thầy biết thần trọng, chú tâm, quan sát, xem thử là khi vị đó mấy giờ nào đi khất thực, khi khất thực về thì để đồ ăn ở đâu, vị đó làm cái gì, dọn bàn nào, rồi khi đi khất thực thì là để cái dép nằm ở đâu, rồi khi đi về là rửa chân ở đâu, tức là mình để ý hết. Khi mình để ý hết tất cả những cái đó rồi á, thì là mình sống hài hòa về cái thất đó, ở trong cái trụ của cái thất đó một cách dễ dàng, không có trở ngại gì cả. Chỉ cần là để ra một thời gian đầu quan sát những cái điều gì đó thật kỹ, thì cái thần trọng, chú tâm, quan sát đó nó là rất lợi ích cho cái đời sống tu tập. Mà nó chính là biểu hiện cái tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Bởi vì khi mình thần trọng, chú tâm, quan sát, tức là mình đã trở về tịch tròn vẹn tịch thức với chính mình trong lúc đó. Cho nên nó hễ mà mình thần trọng, chú tâm, quan sát một lúc, điều chỉnh cái thần trọng, chú tâm, quan sát cho đến lúc tự nhiên, mình sống tự nhiên, làm cái gì mình cũng để ý một cách tự nhiên. Thí dụ như là mình học lái xe, hay mình học may, hay mình học một nghề gì đó, mà nếu mình thần trọng, chú tâm, quan sát thì mình sẽ học rất nhanh, phải không? Học sinh đi học cũng vậy, nếu học sinh mà đến trường rồi học bài rồi này kia đều thần trọng, chú tâm, quan sát thì sẽ học rất là nhanh. Cho nên nó còn có lợi trong mọi trường hợp. Những người già thì càng thần trọng, chú tâm, quan sát khi đi đứng nằm ngồi, bởi vì lớn tuổi rồi có thể là nếu mà mình đứng dậy bất thần một cái có thể là bị đột quỵ, bị té ngã.
Cho nên đó, cái thần đồng chú tâm quan sát là hết sức cần thiết trong đời sống. Không phải là chỉ có tu không, mà là trong tất cả mọi cái việc ở đời đó, đều là cần thần đồng chú tâm quan sát cả. Do đó, cái chuyện mà ứng dụng, thầy thì không nói là áp dụng, mà thầy nói ứng dụng hay là sử dụng. Áp dụng tức là mình dùng một cái gì bên ngoài mình đưa vào mới gọi là áp dụng. Ví dụ như mình biết cái đó, có biết cái cách đó, nhưng bây giờ người ta chỉ cho cách đó rồi bây giờ mình mới áp dụng cái cách đó cho mình. Còn đây là ứng dụng, tức là đem cái thần đồng chú tâm quan sát của mình mà ứng dụng ra, mà sử dụng ra. Không phải là mình vay mượn của ai. Vì vậy cho nên đó là cái nguyên lý chứ không phải phương pháp. Thì còn cái sau là nói là bây giờ làm sao để mà thần đồng chú tâm quan sát và làm sao để trở về trọn vẹn tỉnh thức hay là trong lành định tỉnh sáng suốt. Thực ra ăn thua cái đầu tiên thôi, ăn thua là thần đồng chú tâm quan sát mà đúng á, thì tức là mình đã trở về trọn vẹn tỉnh thức và nó sẽ là trong lành định tỉnh sáng suốt. Cái đó mình chỉ thấy ra thôi, chỉ cần lúc đầu mình thần đồng chú tâm quan sát một câu ấy. Nhưng mà có một điều thầy nhắc thế này, mình có một sai lầm lớn á, là luôn luôn mình muốn là hoàn hảo liền. Thí dụ một em học sinh học lớp 1 thì làm sao mà hoàn hảo được liền được, bắt đầu phải đánh vần đánh đồ lúc thứ cái gì cũng khó khăn, rồi dần dần á, rồi mới qua được lớp 2 cũng phải điều chỉnh đến lớp 3. Cho nên á, cái quá trình tu tập của mình á, mình đừng có muốn là ngồi vô một cái là mình đạt liền á. Thì mình nắm vững nguyên lý thôi. Cho nên khi nắm vững nguyên lý đó, thì có một lúc nào đó bỗng nhiên là những cái pháp này tự động nó xuất hiện. Tự động nó xuất hiện, mình làm gì cả, nó vẫn cứ tự động xuất hiện. Như vậy là bắt đầu là thành công rồi đó. Và khi mà nó tự động xuất hiện rồi đó, thì lúc đó mình sẽ rất là nhẹ, rất là dễ dàng. Cho nên đó, là chỉ cần vượt qua được cái giai đoạn đầu, tức là tập thần đồng tu tâm quan sát trong mọi việc, thấu lúc giai đoạn đầu, thì khi mà bắt đầu mà nó quen rồi á, chúng nhung gọi là nhung nhuyễn á, thuần thục á, khi mà nó quen nó thuần thục rồi á, thì nó trở nên tự nhiên hoàn toàn. Và khi nó trở nên tự nhiên á, thì lúc đó nó sẽ trở về trọn vẹn tỉnh thức hay là sáng suốt định tĩnh trong lành, và thậm chí còn sâu hơn nữa, tức là rộng rang lặng lẽ trong sáng. Cái cuối cùng là cái mà rộng ra lặng lẽ trong sáng. Nhưng mà mình nói cuối cùng vậy thôi, chứ cuối cùng về khi cần mình cũng vậy, thần đồng chú tâm quan sát lại. Nhưng mà lúc đó là nó nhuần nhuyễn rồi. Nên khi mà mình biết được bốn cái nguyên lý này, mà nguyên lý nào cũng là, quý vị nhớ là nguyên lý nào cũng là giới định tuệ cả. Thần đồng là giới, chú tâm là định, quan sát là tuệ, trở về là giới, trọn vẹn là định, và tỉnh thức là tuệ. Trong lành là giới, định tĩnh là định, và sáng suốt là tuệ. Rồi rộng ràng là giới, lặng lẽ là định, và trong sáng là tuệ. Tức là cả bốn cái nguyên lý mà thầy nói đó, thì nguyên lý nào cũng là để thể hiện cái giới định tuệ cả. Cho nên là khi mình tu tập như vậy là đúng với Phật Pháp. Vì thật ra tất cả Phật Pháp đó, đều nằm trên giới định tuệ cả. Nhưng mà hồi sáng thầy có nói đó, giới định tuệ nó có hai loại. Cái giới định tuệ lúc đầu ở bên ngoài đó, là để giúp cho mình tiếp cận với cái giới định tuệ đang có ở bên trong mình. Khi mà mình trở về được với cái giới định tuệ mà sẵn có trong mình rồi á, thì lúc đó là mình thông dong tự tại, tự động ứng ra, tự động nó ứng ra, mình muốn làm gì nó tự động ứng ra. Thành nên người đó lúc đó nó giống như là không có tu hành gì hết á, sống bình thường, nhưng mà người ta sống rất là đàng hoàng, người ta không làm sai cái gì hết, mà ta sống bình thường chứ không có vẻ là phải thế này phải thế kia gì cả. Cho nên là cái đầu tiên là cần nhất là cái mà thần đồng tu tâm quan sát thôi.
Có một câu hỏi bằng tiếng Anh. Sao mà hỏi bằng tiếng Việt mà hỏi bằng tiếng Anh? Tức là nói là nếu như trong đời sống, nếu như mà cái này thì cũng không phải là trình pháp rồi. Cái này là hỏi pháp thôi chứ chưa phải là trình pháp. Trong trong đời sống thì nếu mà muốn muốn được ví dụ như được một cái công việc, được một chiếc xe hay là được cái nhà vân vân thì phải thì phải cố gắng để mà đạt được cái đó. Và hoặc là không đạt được, nhưng mà làm thế nào, trong đây cũng đặt câu hỏi là làm thế nào để mà con đạt được cái điều con muốn. Câu này thì nó không có tiền trung đạo ấy. Thực ra thì điều đó cũng được, bởi vì cái cách của thầy đó là tự nhiên. Mà tự nhiên thì trong đời sống mình vẫn có, đúng là mình vẫn có muốn có cái nhà, mình vẫn có cơm ăn áo mặc, mình vẫn có đời sống thoải mái. Đương nhiên chuyện đó là chuyện nhu cầu của đời sống. Thì có hai cái, có hai điều mà mình cần phải phân biệt. Một á, là cái gì là nhu cầu thật sự, còn cái gì đó chỉ là cái tham muốn. Mình đó là nhiều khi đó, mình chạy theo tham muốn nhiều hơn là mình đáp ứng nhu cầu thật sự. Mà điều này đó, khi mà mình quan sát lại mình đó, khi mình thần trọng chú tâm quan sát, tức là Vipassana đó, khi mà mình mà thần trọng chú tâm quan sát lại mình đó, thì mình sẽ biết được cái gì thực sự là nhu cầu, còn cái gì chỉ là một cái tham vọng. Nếu mà mình đáp ứng nhu cầu đó, thì điều đó là tốt thôi, chứ không sao. Nhưng mà cái nguyên lý vẫn phải tròn vẹn với hiện tại. Ví dụ như bây giờ mình muốn có một chiếc xe, thì mình phải càng chú tâm, càng thần trọng chú tâm quan sát trong việc làm của mình. Thì khi đó mình mới có tiền. Và thậm chí là mình còn biết rõ rằng là nếu mình giả sử như bây giờ mình làm một cái việc gia công đi, cái việc gia công này á, là nếu mình làm 10 cái thì mình được một số lương chừng đó, nhưng bây giờ mình muốn mua chiếc xe hơi, muốn mua cái nhà đó thì mình phải làm 20 cái. Mà càng làm 20 cái thì càng thần trọng chú tâm quan sát cao hơn nữa, phải không? Thành ra như vậy á, rốt cuộc cũng phải thần trọng chú tâm quan sát thôi. Đúng không? Thôi. Nếu mà một người mà sống nhiệt tình, sống tròn vẹn, sống với thần trọng chú tâm quan sát trong đời sống, thì cái người đó sẽ có thể là thực hiện được những cái nhu cầu cần thiết trong đời sống của mình. Lúc đó mình sẽ biết làm thế nào để mà mình đáp ứng được cái nhu cầu thật sự của mình. Nhưng mà mình thường là tham vọng quá, mình chạy theo cái dục vọng của mình nhiều hơn là cái nhu cầu thật sự. Cho nên trong tu tập á, điều quan trọng là mình phải phân biệt được đâu là nhu cầu thật sự của đời sống và đâu là cái tham muốn do dục vọng, do vô minh ái dục mà ra. Trong tu hành cũng vậy, trong tu hành là mình phải biết là cái gì là tu hành, mà rõ ràng là hệ mình tu hành thì giới định tuệ càng phát huy thì đúng. Còn nếu mình tu hành mà mình tham sân si càng phát huy là sai. Đó là rõ ràng như vậy thôi. Thành ra bây giờ mình có thể mình muốn làm việc gì đó đó, thì mình phải hết lòng với việc đó, mình phải tròn vẹn với việc đó, và mình phải sáng suốt trong việc đó, thì tự nhiên việc đó nó sẽ là nâng cao về cái mặt trí tuệ đạo đức, mà nó nâng cao luôn cả cái kỹ thuật, cái kỹ năng của mình nữa. Thí dụ như một ông bác sĩ, thầy để ý đó, thầy vì thầy có xây dựng cho nên thầy hay kêu mấy người thờ hồ thờ mộc rồi đó. Mình để ý là cái ông thờ nào đó mà ông
để ý từng ly từng tí đó, là ông trời đó ông tiến rất nhanh. Ông từ cái thờ phù có thể là lên tới thờ bậc cao. Nhưng mà một cái ông mà cứ làm qua loa đó thì không thể nào mà có thể có tiền mà để mà mua xe hơi hay là mua nhà hay là như ý muốn của mình được cả. Nói tóm lại là thế này, không phải là mình hoàn toàn là bỏ quá khứ, không phải hoàn toàn bỏ tương lai, chỉ là mình đừng có bị quá khứ hay là tương lai chi phối quá. Mình cũng thể nào mà mình vô trong bên ngoài thôi, cho mình có biết bên ngoài, bên ngoài mình cũng biết, nhưng lại không chạy theo bên ngoài. Nếu như một người mà quá khứ vẫn biết, tương lai vẫn biết, bên ngoài vẫn biết, mà mình vẫn không quên mình vẫn đủ thần trọng tu tâm quan sát để biết mình, thì người đó là người thành công rất lớn. Những doanh nhân mà họ thành công lớn là họ có cái tầm nhìn lớn. Cái tầm nhìn đó là do mở rộng từ cái chỗ mà mình thấy được mình, trọn vẹn được với mình. Và càng trọn vẹn với mình chừng nào thì cái tầm nhìn nó mở rộng ra. Còn nếu mà mình chỉ nhìn bên ngoài không thôi mà mình không biết mình thì mình bị tán loạn. Mình bị tán loạn cho nên mình không phát huy được cái năng lực bản thân bên trong của mình. Đó, đây là một cái tiếng Anh nữa. khi thiền á thì có đôi lúc á là cảm thấy được tĩnh lặng, nhưng mà cũng có đôi lúc á là nó bị ví dụ như chán nản, hoặc là hay là tức là nói theo ngôn ngữ của thiền, tức là có khi thì hôn trầm, khi thì đau cứ chẳng hạn vậy. Thì như vậy á, làm sao mà trong thực hành nó có thể là vượt qua được những điều đó. Trong cái câu sẽ hỏi tiếng Anh đó. Thì á, cái điều này rất quan trọng này. Bây giờ thầy lý giải cái chuyện này. Nếu mà mình ngồi mà thư giãn buông xả để nghỉ ngơi vô sự á, và lúc đó đó trả cái tâm về lại cho cái sự thanh tịnh sáng suốt á, thì lúc đó cái sự thanh tịnh sáng suốt nó sẽ tự chiếu soi, và mình không mất một sự cố gắng nào cả, mình không tiêu hao một cái năng lực nào cả, mà ngược lại cái năng lực càng dồi dào hơn. Bởi vì theo cái nguyên lý của y học á, thì điềm đạm hư vô chân khí tùng chi, tức là khi tâm mình mà nó hoàn toàn là rộng lặng trong sáng á, thì lúc đó cái năng lực nó sẽ thu hồi về. Thí dụ như năng lực của mình mà mình làm việc này việc kia mà nó bị mất đi đó, thì khi mà mình hoàn toàn ngồi mà điềm đạm hư vô đó, thì điềm đạm hư vô tức là rộng ràng lặng lẽ trong sáng như thầy nói đó, thì lúc đó đó cái nội lực của mình nó sẽ tăng lên, cho nó không thể nào mà nó chán nản hay là nó phân tán được. Nhưng mà tại sao bây giờ này, bây giờ mình phải đặt ra câu hỏi, tại sao mình lại bị chán nản hoặc phân tán? Nguyên do đó là bởi vì ở trong này có một cái chữ là cái việc là mình có đôi lúc thì đạt được cái sự tĩnh lặng, tức là nhưng mà khi đạt được mình, tại sao mình đạt được tĩnh lặng? Mình đâu cần đạt được tĩnh lặng, tức là cái tĩnh lặng nó đến tự nhiên, chẳng còn mình cũng cần phải cố gắng để mà tĩnh lặng. Mục đích của mình không phải để tĩnh lặng, mà mục đích của mình là thấy ra sự thật, tức là tĩnh lặng để thấy, chứ không phải là mục đích không phải để tĩnh lặng, mà tĩnh lặng là để thấy thôi. Nhưng mà khi mình thư giãn buông xả đó, thì tự nhiên mình đã là tĩnh lặng rồi. Thì lúc đó cái thấy nó sẽ rất là sáng. Lúc đó nó sẽ không có chán nản, hay là không có cái tâm mà nó cứ suy nghĩ chuyện này chuyện kia, tức là không có trào cự hay là không có hôn trầm, mà tâm nó sẽ rất là trong sáng. Nhưng mà tại vì á, lúc mình vô ngồi thiền á, là mình muốn đạt được sự tĩnh lặng chẳng hạn, đạt được sự an lạc chẳng hạn. Chính vì vậy cho nên á, mình hơi cố gắng
nhưng mà cố gắng để đạt được điều gì đó, tức là tham. Tham là một triền cái rồi nè. Thì như hôm qua thầy có nói rồi, tham là một triền cái này. Xong rồi đó, mình tính làm không được, cho nên tâm mình nổi sân. Sân là một triền cái nữa. Rồi bây giờ cứ muốn được mà không được, muốn được không được, thì đó tức là trào cự. Mà trào cự một hồi á, ngồi hồi một hồi á, thì tự nhiên nó chán. Cho nên hôn trầm. Hôn trầm là cái chán này này này. Người ta gọi là hôn trầm. Tức là hoặc là bị trào cự hoặc là hôn trầm. Và mình bao giờ mà mình yên được, tức là mình bị nghi. Nếu mà nó ngồi mà nó yên hoàn toàn á, tức là không nghi. Mà bây giờ đó, mình lại cứ không yên, mình ngồi mình cảm thấy không yên, bất an, tức là tâm còn nghi. Như vậy là mình tự nhiên mình tạo ra năm triền cái. Năm triền cái đó là mình tự tạo ra cho nó không có. Chứ nếu mà mình ngồi mà hoàn toàn thư giãn buông xả để tâm động lặng trong sáng thì nó không có cái những cái triền cái đó. Như vậy ấy, chứng tỏ rằng là khi ngồi đó, trong này nó có hai cái điểm sai này. Cái điểm thứ nhất ấy, là xem cái sự mà định lại đó, ổn định lại đó, là xem đó là mục đích. Rồi cái thứ hai là bây giờ mà có hôn trầm hay là tạo cự gì đó thì mình muốn vượt qua. Ở đây đó là không có vượt qua, mà ở đây đơn giản là thế này thôi, là khi hôn trầm thì mình bình tĩnh sáng suốt mà thấy đang hôn trầm, mà nếu mà trào cự thì mình bình tĩnh sáng suốt để thấy đang trào cự, đơn giản là vậy thôi. Tức là vẫn cái thấy là chính, chỉ cái thấy này đó nó mới vượt qua, cái thấy này đó nó mới là bởi vì năm cái tiền cái đó là nó trở thành là cái trạng thái của mình lúc đó. Nhưng bây giờ cái tâm của mình vẫn biết rõ cái trạng thái đó, tức là cái tâm nó vẫn không bị ảnh hưởng bởi những cái trạng thái đó, là tâm vẫn là sáng suốt, vẫn là tròn vẹn tỉnh thức là được. Chỉ cần tâm thường tròn vẹn tỉnh thức là được. Hay là mình nói đơn giản là mình thường biết mình một cách tự nhiên thôi, chứ đừng có cố gắng gì hết, đừng cố gắng vượt qua gì cả. Bây giờ nó đang tình trạng như thế nào thì mình thấy nó tình trạng như vậy. Thì có một điều thế này, mình quý vị nhớ một điều thế này, mình á, khi mình thấy một trạng thái đó thì mình muốn vượt qua trạng thái đó, đó là sai lầm trong thiền. Mà khi mình thấy bất kỳ một trạng thái nào, trạng thái ở thân, trạng thái ở thọ, trạng thái ở tâm, hay là trạng thái tương giao giữa mình với pháp, thì cái chính yếu là thấy ra. Cái chính yếu là thấy ra. Nếu như khi mình ngồi mà nó xảy ra lung tung hết mà mình vẫn bình tĩnh thấy ra được, tức là mình thành công. Chứ không phải là lúc đó, đó ví dụ như cái tâm mình nó bất an cái mình lại muốn an, tâm mình sân cái mình muốn hết sân, tâm mình tham cái mình muốn hết tham, thì như vậy đó là mình cứ ngồi mình cứ phấn đấu vượt qua hoài đó là sai. Vì cái mục đích đó, quý vị nhớ ấy, tâm yên chưa chắc đã tốt. Nếu như yên là bởi vì do mình không có lao sao tạo tác gì cả cho nên nó yên, thì cái yên đó là đúng. Còn nếu mình cố yên là sai. Bởi vì khi mình cố yên tức là mình đã tạo tác rồi. Mình cố sao cho nó yên là mình đã tạo tác rồi. Và như vậy thì thật ra là chưa phải thật sự là yên. Cái yên đó chỉ là mình do mình cố giữ nó lại thôi, chứ chưa phải là cái yên thật sự mà buông ra là nó tự nó yên. Cho nên á, mình đừng có để ý đến trạng thái này trạng thái kia, đừng có giải quyết trạng thái này trạng thái kia, mà chỉ thấy thôi. Bất kỳ lúc đó là trạng thái nào thì mình cũng chỉ thấy thôi. Còn khi giải quyết á,
thì mình giải quyết đó là chỉ đối trị thôi. Thí dụ bây giờ mình thấy cái chân nó đau quá, ngồi hoài thấy chân đau quá, cho nên mình mới là đuổi cái oai nghi lại. Đuổi oai nghi lại, tức là mình ngồi lại kiểu khác để cho nó bớt cái đau đi. Thì cái đó chỉ là cái pháp đối trị thôi. Có thể mình tạm thời dùng một pháp để đối trị, nhưng mà cái đối trị là không quan trọng, cái chính vẫn là cái thấy, chứ không phải là đối trị, không phải là cố gắng để mà ổn định cái tâm mình, mà là thấy là chính. Dù tâm mình như thế nào đó thì mình cứ thấy thôi. Khi con đi kinh hành thì hai tay của con nên để thế nào? Khi đi kinh hành mở mắt thì dễ bắt cảnh, vì vậy tâm dễ bị động hơn là ngồi thiền. Vậy có cách nào giúp giảm bớt sự bắt cảnh của tâm không? Thật ra mình đừng có quan tâm đến chuyện là để tâm để cái tay như thế nào. Mình đi cứ đi tự nhiên thôi. Tại vì do khi mình đi đó, là mình có vẻ như là cố gắng đi để thiền. Mà thầy đã nói là ngày hôm qua thầy nói là thiền khi đi, tức là cái tâm mình đó là cái tâm thần trọng chú tâm quan sát, hay là trở về trọn vẹn tỉnh thức khi đi, đó là thiền. Chẳng phải là đi để thiền, mà hệ mình đi để thiền tức là mình đã có cái ý đồ ở trong đó. Mà khi mình có cái ý đồ trong đó đó thì lúc đó đó mình không biết là bây giờ phải để tay thế nào, để như thế nào, đi như thế nào. Thực ra không quan trọng, đi thế nào cũng được, mà miễn là mình thấy đi thôi, mình trọn vẹn thấy được cái đi thôi. Để tay thế nào cũng được, mà để tay thế nào thì mình biết là mình đang để tay như vậy thôi. Để sao cho nó khỏe được. Thì thường thường là các vị sư là bởi vì do như thế này. Để thầy đứng dậy thầy đi thử cho coi. Do các vị sư mà cái đi đó thì cái y nó thế này này, cho nên gió nó bay, gió nó có thể bay đi. Do đó đó thế này, cái y của thầy như thế này đó, thì thầy cầm cái này lên lại để ra phía trước này, rồi thầy mới phải giữ nó lại vậy. Thì lúc đó thầy đi á, lúc đó là gió nó không bay, cho nên mình thấy vậy cái mình cũng bực tức. Không cần biết thì cứ đi bình thường thôi. Tại vì ông sư phải, nếu mà không để nhẹ gió nó bay cái này được. Cho nên là phải đi được. Nhưng mà đi đó thì đi thoải mái bình thường thôi. Tất nhiên là mình đừng có nhìn qua nhìn lại. Chứ cũng phải nhất thiết là mình phải nhìn. Với lại khi mình đi đó thì đừng nhìn qua nhìn lại, nhìn cao nhìn thấp, mà nên nhìn ở một cái khoảng cái khuôn mắt của mình mà nó hơi nhìn xuống. Tại vì cái này là một cái kinh nghiệm á, là để ý khi nào cái tâm mình mà mình nhìn cao quá thì tâm mình nó dễ bị phân tán. Nhìn qua nhìn lại hay là nhìn cao quá dễ bị phân tán, cho nên á là nhìn vừa phải cái tầm mắt của mình, mà khi cái mắt nó hơi nhìn xuống một chút đó. Ví dụ như thầy đi đây thì thầy thấy khoảng trước rồi còn được hai mét, trong vòng 2 mét là thầy thấy, thầy đi thoải mái hơn. Hoặc là nếu mà không có gió bay thì cứ đi để tay bình thường. Để tay bình thường mà đi bình thường. Hồi đầu khi mà thầy mới học thì thầy đi kinh hành là hồi đó thầy lúc đầu là thầy hành theo kiểu ngài Mahasi, mà cái kiểu ngoài Asi mà cái thời xưa đó, nó khác với bây giờ. Hồi xưa đi kia lắm, đi đó, đi nửa bước thôi, một chân á là đi nửa bước đó, đi chậm chậm đó. Khi thầy mới phát hiện ra nếu mình đi chậm như vậy á thì tâm mình nó rất dễ định, rất bị lạc qua đình. Cho nên là lúc đó đi có khi là thấy ánh sáng, có khi thấy cái này cái kia, nhưng mà sau đó thầy thấy là như vậy thì định chứ không phải là tuệ, mà cái giới định tuệ nó phải là đi chung mới là đúng.
tức là trong cái thiền mà đúng thiền tứ niệm xứ đó là giới định tuệ phải đi chung, chứ không phải là định. Mà khi có thể cái điều này hay là bởi vì một người ngoài đời bây giờ tâm cứ chạy lăng xăng, cho nên bây giờ đi làm mà để ý là cái chân dở bước rồi là phải từng lượt bước thôi. Và khi đứng lại là phải đứng lại một chặp để cảm nhận cái đứng của mình, xong rồi mới quay lại. Mà khi hồi đó cái thời đó quay là quay thế này đó, quay một cái chân thôi, quay một bằng chân thôi, quay một bằng chân thôi đó, rồi quay cái bằng chân khác. Thì quả nhiên là cái cách đó nó cũng là làm cho tâm mình định dễ dàng lúc đầu. Tuy nhiên á, là về sau khi thầy thấy rằng là khi mình làm như vậy á, là cái tâm của mình nó hơi bị tập trung hơi nhiều, cho nên nó dễ sinh định. Nhưng mà khi mà dễ sinh định như vậy á, thì không phải là tốt, vì á, nó có 10 cái điều mà nó trở ngại cho cái thiền tuệ, trở ngại cho cái thiền vipassana hay là thiền tứ niệm xứ đó, là trong đó cái định nó mạnh quá. À, chẳng phải định mạnh quá là tốt đâu á, định mạnh quá là nó trở ngại cho cái sự sáng suốt tỉnh thức, vì lúc đó cái sự chú tâm nó nhiều quá. Ngay cả thần trọng chú tâm quan sát, chứ hồi thầy qua bên Đức á, thì hôm trước giảng rồi, thì cái anh đó anh về, anh mê là làm việc gì anh cũng thần trọng chú tâm quan sát, và cái tâm anh nó định rất là tốt, anh thấy rất là thoải mái khi mình làm mà mình thần trọng chú tâm quan sát, tâm rất thoải mái. Rồi anh nó lại thích cái định đó, cho nên á là anh quên cái bên ngoài đi, quên cái bên ngoài đi, thành ra lúc đó cái ông giám đốc á, ông kêu để làm cái gì đó, thì ông vẫn cứ là thần trọng chú tâm quan sát đó, cho nên ông không có nghe. Cho nên á, thần trọng chú tâm quan sát cũng phải tự nhiên thôi, chứ không phải là thế mà quá điên cái là vẫn sinh định đó. Mà mình á, là vì tâm mình tán loạn cho nên bây giờ mình định mình rất thích, nhưng mà định là vừa đủ thôi, cho đừng có định quá đi, hệ định quá đi thì nó lại mất cái sự tỉnh giác. Đó. Còn mở mắt hay nhắm mắt thì hồi nãy đó, tức là mình cũng không mở mà cũng nhắm, tức là vừa thôi, không mở to quá, không có phải nhìn trái quá, nhưng mà mình vẫn sẵn sàng khi có chuyện gì đó mình vẫn cứ nhìn qua, nhưng mà khi đó có chuyện gì thì mình nhìn qua, mà còn không thôi, còn mình cứ đi thì mình cứ là đi chú tâm vào cái, nói chung là khi đi mình chú tâm vào toàn thân mình đang đi. Đó. Thì cái hồi trước là cái phương pháp là nhiều khi là để ý đến cái bàn chân nhiều quá, cho nên đó, khi mà nó tập trung là nó sẽ sinh định. Còn bây giờ nếu mà mình tròn vẹn toàn thân thì lúc đó mình vẫn cái yếu tố định, giới định tuệ nó sẽ là cân bằng. Mà cái việc cân bằng này nó rất quan trọng. Mà cân bằng thì tự nhiên cho hệ mà mình gia tâm mình vô là thế nào mình cũng chủ quan là nó mất cân bằng liền. Bất cảnh đó là do mình thiếu tròn vẹn tỉnh thức với cái thực tại thân thọ tâm pháp, chứ không phải là do cảnh. Vì vậy cho nên đó, là mình cứ, nếu mà mình chưa đủ cái đồ thần trọng chú tâm quan sát, mình chưa đủ cái đồ tròn vẹn tỉnh thức thì mình phải tròn vẹn tỉnh thức, thần trọng chú tâm quan sát trở lại, cứ như vậy thôi. Chứ lúc đầu là đương nhiên là mình sẽ gặp cái trở ngại này, gặp trở ngại kia, nhưng mà chính cái trở ngại đó giúp mình biết điều chỉnh cái tâm của mình như thế nào, điều chỉnh lại cái tâm của mình lại cho nó vừa phải, cho đừng có để quá đi. Bạch thầy, xin thầy giải thích dùm con ngồi thiền quán niệm hơi thở, con nghe hai bên tai có tiếng vo ve là tại sao?
Thế này thì có nhiều người sợ, tại vì cái tâm của mình thường thường là thế này, thường thường là cái tâm mình nó cứ bị gọi là phán nghiệp, tức là mà thấy sắc thì mình nhìn, nghe âm thanh thì mình nghe, cho nên tâm mình nó cứ phóng ra ngoài, chứ ít khi mà nó hoàn toàn là tĩnh lặng. Nhưng mà khi mà mình ngồi mà hoàn toàn tĩnh lặng á, thì tự nhiên mình nghe tiếng vô ve, nó kêu giống như là một cái tiếng máy gì á. Thực ra cái đó là tại vì khi mình tâm mình mà nó tĩnh lại là mình nghe vậy, ai cũng vậy hết, chứ không phải là người này người kia vậy, người nào nó cũng nghe. Mà không sao, bởi vì cái đó là cái tự nhiên. Cái tự nhiên khi mà mình tĩnh tâm lại là tự nhiên mình nghe đó. Bây giờ quý vị cứ ngồi mà hoàn toàn tĩnh tâm lại cái là tự nhiên nghe cái tiếng vo rồi trừng lỗ tai, nhưng mà không sao. Cái đó ai cũng vậy, chứ không phải là riêng mình. Mày tưởng đâu là mình bị cái gì, hồi đó thầy cũng tưởng là mình bị cái gì đi khám lỗ tai. Nhưng mà không phải, nó là cái đó là như vậy thôi. Nhưng mà ở đây mình để ý một chút xíu là nếu như mình là tự nhiên vô tâm, mặc dù là thần trồng chú tâm quan sát, nhưng mà phải có kèm hai yếu tố là tự nhiên vô tâm thì nó không sao. Nhưng mà mình mà hệ mà có hơi cố gắng định một chút đó, là cái tiếng vo ve nó sẽ to hơn đó. Còn mình cứ để tự nhiên đó, thế là vo ve thì cứ vo ve thôi, chứ không sao hết. Ăn thua là cái tâm mình có thanh tịnh trong sáng không, có thấy được nghe được tất cả mọi thứ như thế nào, thì mình thấy một cách trung thực như vậy thôi. Chứ còn đừng có sợ là nghe cái này nghe cái kia gì hết. Cái này cũng hỏi mà thầy nói rồi này, tức là khi ngồi thiền á thì hai tay để chồng lên nhau, con có nghe nói là hai ngón tay cái đấu lại với nhau, vậy có cần thiết phải như vậy không? Nếu như người ta hành thiền để rèn luyện một cái gì đó, chẳng hạn như khí công hay là yoga hay là gì đó đó, thì người ta cái mục đích của người ta là để cho nó để đấu tay lại với nhau này kia, là để cho cái khí huyết trong người nó đi cho nó đều đặn trong thân thể. Nhưng mà mình thì lại không cần chuyện đó, cho hàng ngày mình đâu có đấu tay lại với nhau đâu. tay mình hàng ngày cái tay nào làm việc tay đó, chứ đâu có đấu với nhau đâu. Đây cái chuyện đấu nó có cũng được, cũng có cũng sao, vì cái đó mình không phải là mình luyện khí công hay là yoga gì, mà tức là nếu như mình ngồi thiền theo một phương pháp nào đó để tập kiểu như tập thể dục để dưỡng sinh á thì cứ làm. Nhưng mà ở đây là thiền của mình là thiền giác ngộ giải thoát, chứ không phải là thiền dưỡng sinh. Nếu mà mình dưỡng sinh á, tức là nếu mình sờ cái chuyện mà dưỡng sinh á, thì nếu như là cái nhu cầu nó có hai khác nhau thế này này. Ví dụ bây giờ cái tay thầy nó đau thì thầy phải vận dụng một cái cách nào đó để cho cái tay nó vận động để cho nó bớt đau, thì cái đó là gọi là cái nhu cầu đối trị là nó khác. Còn mình cứ ngồi luyện dài để mình đạt được cái này, mình đạt được sức khỏe, mình đạt được cái này cái kia đó, thì mình càng khổ thêm. Có hiểu ý thầy nói không? Mình nói là mình biết để mình sống làm sao để cho đừng có sinh ra bệnh đó. Thì cái đó là được, tức là dưỡng sinh theo kiểu đó là được. Ví dụ như ăn uống cho nó điều hòa, hay là ngủ nghỉ cho nó điều hòa, hay là vận động cho nó điều hòa, thì cái đó là đúng. Nhưng mà nếu mà mình cố gắng luyện tập để mà mình nghĩ rằng là mình phải được sức khỏe đó, thì mình càng khổ thêm thôi. Tại sao? Bởi vì nhiều khi nó đâu có như ý muốn của mình, nó đâu có nó pháp là vô thường, mà làm sao mà nó giống như ý muốn của mình được? Mà khi nó không giống ý muốn của mình thì mình càng khổ thêm. Nhưng mà khi mà cái lưng nó đau
thì mình tập vận động cách sau đó để cho cái lưng nó hết đau thì được. Thì đó là cái nhu cầu đối trị. Nên nhớ là nhu cầu đối trị là khác, mà tập luyện để mà thành ra một cái gì đó là hai cái chuyện khác nhau. Quý vị nhớ cái điều đó cho rõ. Thì do đó đó, trong cái cách thiền của mình đó, là không quan trọng phải theo một cái bài bản nào, không quan trọng phải ngồi như thế nào hay là đi như thế nào, mà quan trọng là khi ngồi mình có đủ cái thần trọng chú tâm quan sát, có đủ cái tròn vẹn tỉnh thức, có đủ trong lành định tĩnh sáng suốt không, cái điều đó mới là quan trọng. Chứ còn á, cho nên thầy mới nói là nguyên lý, còn bên kia là phương pháp. Phương pháp ngồi theo kiểu này thì nó được cái này mà nó mất cái kia. Cái nào cũng vậy hết á, cái gì mà nó có phương pháp á thì nó chỉ được cái này mà mất cái kia. Cũng giống như mình cái nó là đối trị, cũng như mình uống thuốc vậy đó. Giả sử như mình đau nhức cái mình uống thuốc là để mà trừ cái đau nhức thì nó lại bị loét vô tử. Cho nên cái đó là tương đối thôi. Còn cái chính yếu của cái tu tập của mình đó là thấy ra sự thật, thấy ra những gì diễn ra trong mình. Mà trước đây mình không biết, cho nên nó để cho cái này nó sinh ra, để có cái kia sinh ra lung tung hết. Cho nên bây giờ mình nhìn lại để mình thấy được cái tâm nào như thế nào, nó diễn ra như thế nào, nó sinh diệt như thế nào, do duyên gì mình quan sát để mình thấy ra. Khi mình thấy ra như vậy á thì nó sẽ không bị cái bị nó làm lôi cuốn mình, nó làm mình rối loạn, mà mình thấy rõ được pháp nào. Nên cái thế ngồi không quan trọng, đối tượng không quan trọng, mà quan trọng là cái tâm thiền như thế nào. Có nhiều người trong này có một câu hỏi là si là gì, si mới có mối quan hệ với tham sân như thế nào, và cách đối trị hay là giảm bớt si như thế nào. Thì thường thường là mình không hiểu được si, mình không hiểu được cái tâm si. Si tâm si là khác, mà vô minh là khác. Vô minh tức là mình không có biết mình, không thấy rõ sự thật là vô minh. Còn si đó, si nó chỉ có ba trạng thái thôi, là khi nào mà tâm mình mà hôn trầm thì đó là si ấy. Khi nào mà tâm mình trào cự tức là nó cứ nghĩ hết cái này qua cái khác, nó cứ lăn sang hoài đó, thì cái đó là trào cự là một trạng thái của si. Và nghi tức là cái tâm mình nó bất định, nó không có yên ổn được. Nó không biết yên ổn là sao. mình ở trạng thái nào mình cũng thấy là không yên. Thì cái đó là nghi. Còn bây giờ mình nếu mình ngồi mà thư giãn buông xả và mình chỉ thấy mình như mình đang là thôi, tức là không có mấy cái đó. Nếu như mình đang ngồi hay đang đi mà mình thấy mình như mình đang làm thì không có tâm trí. Đâu có tâm trí. Tại vì mình đang thấy biết rõ ràng mà đâu có trí. Nhưng mà khi nào mà mình cảm thấy lười chán, cảm thấy là mệt mỏi, không thích làm gì, thì lúc đó là hôn trầm. Lười chán, thầy dùng cái chữ mà hôn trầm thủy miên, đó là lười chán. Cái mình làm cái gì đó là thay vì mình hăng hái mình làm thì mình lười chán, cái đó là trạng thái, đó là trạng thái si. Hoặc là mình không có chú tâm được, cái tâm nó cứ lăn xăng, nghĩ hết chuyện này qua chuyện khác, nó không có nghĩ chuyện gì ra chuyện gì cho nó rõ ràng hết trơn ấy. Thì cái lúc đó là cũng tâm si. Cho nên á, một cái người mà ngồi suy nghĩ chuyện này, ngồi suy nghĩ chuyện kia mà lý trí quá nhiều đó là cũng thuộc si đó.
Tại vì Đức Phật Ngài nói là lý trí nhiều quá đó thì sinh nghi. Nghi là một tâm si, nghi là một yếu tố của si. Cái tâm mình mà nó không nó bất định, không phải định đây là ổn định, mà bất định ở đây là nó cứ lăn xăng á, thì đó là một là nó chuồn xuống, đó là hôn trầm thủy miên. Hai là nó bốc lên, đó là trào cử. Ba đó là nó cứ do dự, phân vân, lưỡng lự. Đó thì tầm đó đó là tâm si. Thì đối trị tâm si này rất là dễ. Đối trị tâm si chỉ cần thần trọng chú tâm quan sát là hết liền. Thần trọng chú tâm quan sát là hết tâm si liền. trong này hỏi câu hỏi là trong Phật giáo là có bao nhiêu loại thiền, thì những cái loại thiền như thế này thì có phải là thiền Phật giáo không, như là ngồi ngồi yên để quan sát hơi thở, là đưa thân tâm về với nhau, thì đó là có phải thiền Phật giáo không? Hai là khai mở các luân xa trên người, thiền để khai mở các luân xa trên người, đó phải thiền Phật giáo không? Hay là cái người bậc tu đắc có thể thiền định, thiền tư tưởng, thiền và tư tưởng và truyền tư tưởng qua lại với nhau mặc dù ở xa, thì cái đó là có phải là thiền Phật giáo hay không? Cái này á, hôm qua giờ là thầy nói rồi, cái thiền gì đó mà có cố gắng rèn luyện để trở thành đó, thì cái thiền đó vẫn còn là thiền hữu vi hữu ngã. Mà hữu vi hữu ngã thì chưa phải là thiền Phật giáo hoàn toàn, chưa phải là thật sự là thiền Phật giáo, bởi vì thiền nó rất là nhiều cách. Ví dụ như là người ta thôi miên, người ta cũng phải dùng tới thiền định. Người ta làm bất kỳ cái gì đó người ta cũng phải sử dụng tới cái này cái kia. Ví dụ như trong đó là mở luân xa hay là chuyện gì tư tưởng chẳng hạn, thì đều là người ta phải dùng cái tập trung tư tưởng hết. Cho nên là nó cũng vẫn là một cái loại thiền. Nhưng mà cái để phân biệt đó là mình dễ hiểu như thế này thôi. Tức là thứ nhất là cái trạng thái thiền đó như thế nào, và thứ hai là cái mục đích của cái thiền đó là gì. Nếu cái thiền đó mà chỉ là mục đích là để mà mở luân xa, hay là để mà hiểu như tư tưởng, hay là để mà đạt được cái pháp thuộc thần thông này nọ đó, thì cái đó vẫn chưa phải là thiền đúng Phật giáo. Bởi vì ngoài đạo đó người ta vẫn là có thể đắc được ngũ thông, nhưng mà người ta không có cái thông mà chỉ có Phật giáo mới có, đó là lậu thần thông. Tức là không còn các cái phiền não khổ đau nữa. Thế còn tất cả các cái thiền mà sợ đắc á, thì cái gì mà mình sợ đắc được á, thì cái đó rồi mình sẽ chán. Bất kỳ cái nào mà mình sợ đắc được là mình sẽ chán. Còn bây giờ nói về mở luân xa, mở luân xa là nhiều người mở luân xa là rất nguy hiểm. Thầy á, thì thầy lý giải như thế này. Tùy theo trình độ của mình, thí dụ như cái tâm mình nó mở tới đâu thì nó sẽ tự động trong người mình nó khai mở cái gì. Đó là cái hoạt động tự nhiên, cái sự vận hành tự nhiên của thân tâm, của pháp. Còn nếu mà mình cố gắng mình mở đó theo cái ý mình mở để được cái này, để được cái kia đó, thì rất nguy hại. Bởi vì thầy lấy một ví dụ như thế này. Một đứa trẻ nó đang còn nhỏ thì phải đóng cửa hết, không có mở cửa nào hết, chẳng thôi nó đi ra ngoài là chết. Một cái đứa mà nó cỡ khoảng 5 tuổi, 10 tuổi
thì lúc đó có thể mở cho nó một cửa, còn mấy cửa kia là đóng hết. Đến 20 tuổi thì nó có thể là cho mở cửa, nhưng mà mấy cái tủ trong nhà là phải khóa hết. Ví dụ như vậy. tức là đến cái mức độ nào mà mình cần mở cái gì ấy, thì mới mở. Cho mình ham cho mình mở ra một cái. Bây giờ ví dụ như cha mẹ mình giao cho đứa con 10 tuổi ở nhà giữ nhà, thì mở cho nó một cái cửa thôi. Nó còn giữ những cái cửa này thôi. Đó. Thế là được rồi. Nó này nghe người hàng xóm nói là nhà gì mà để một cửa mở ra hết cho nó tốt. Mở ra hết cái cha mẹ về là ăn trộm nó vô lấy đồ hết rồi. Thì có nhiều người như vậy đó, nhiều người đi mở luôn xa. Thì cái tâm mình nó chưa vững. Thế nên khi mình mở một số luôn xa thì cái lực bên ngoài nó vào, nhạy vào. Đó. Giống như mở cửa thì mở cái cửa đó, đó thì là cái người âm nó vào. Cho nên là bị cái ống gì bị đầu hàng nhập ma, nó đầu hàng nhập ma đã bị như vậy. Mà nhiều rất nhiều người bị như vậy rồi, cho nên á bây giờ đừng có, nói chung là Đức Phật đã nói rồi, đừng có tìm cầu sở tri sở đắc gì cả, mà chỉ thấy ra sự thật để cho mình đừng có nhầm lẫn trong sự thật đó thôi. Mình có tất cả sự thật nhưng mà mình không thấy ra, cho nên mình bị nhầm lẫn. Nhầm lẫn mới mình sai, làm sai, tức là nhận thức sai thì là hành động không đúng, hành động đúng cho nên đưa đến cái hậu quả là xấu. Vì vậy cho nên bây giờ cái điều quan trọng của Phật giáo đó là nhận thức lại tất cả thân thọ tâm pháp như thế nào. Thân thọ tâm pháp là nhận thức hết tất cả đó. Thân thọ tâm thì ở bên trong, nhưng mà ngay cả thân thọ tâm nó cũng có liên hệ với bên ngoài. Cho nên đó là coi như là khi mình nói thân thọ tâm pháp là mình thấy hết tất cả trong ngoài rồi. Thì chỉ cần đó là mình làm sao mà mình thấy được rõ thân thọ tâm pháp để mình hiểu được mỗi cái nó có cái dùng nào, và mình loại trừ ra khỏi cái thân, cái ảo tưởng bản ngã, loại trừ ra khỏi cái thọ, cái ảo tưởng bản ngã, loại trừ ra khỏi cái tâm ảo tưởng bản ngã, loại trừ ra khỏi cái sự quan hệ giữa pháp, cái ảo tưởng bản ngã, đó là cái chính. Và đồng thời là thấy pháp nào đúng theo cái vị trí của pháp đó. Mình đó thường hay có sai lầm một cái trong tu tập đó, mình sai lầm một cái là mình muốn bỏ cái số tâm này để mình đạt được cái số tâm kia. Nhưng đó là sai lầm. Vì nếu mà như vậy đó thì người ta gọi là nhị nguyên. Nhị nguyên tức là mình chấp một bên, bỏ một bên là nhị nguyên. Còn đó, nếu như mà mình thấy cả hai mặt, tức là thiền thì mình thấy thiền, bất thiền thì mình thấy bất thiền, giả thì mình thấy giả, chân thì mình thấy chân, cái nào mình thấy ra cái đó, thì cái mà thấy rõ pháp nào ra pháp đó đó là giác ngộ, gọi là giác ngộ, tức là thấy ra sự thật. Người ta nói là trong thiền, thiền bên thiền thông người ta nói là thì pháp trụ pháp vị, chư Phật thường hiện thiền. Tức là nếu mình thấy pháp nào đúng cái vị trí của nó thì tức là mình đã giác ngộ. Đó. Thì mình phải thấy đó. Ví dụ như mình tham thì cho nên tại sao Đức Phật nói là tham thì thấy tham, sân thì thấy sân, không tham thì thấy không tham, không sân thì thấy không sân, trói buộc thì thấy trói buộc, giải thoát thì thấy giải thoát, đó. Tâm định thì thấy định, tâm không định thì thấy không định. Tức là mình cứ thấy cả hai mặt, cứ thấy cả hai mặt để mình đừng có kẹp vào mặt nào. À, mà thấy rõ hai mặt để mình đừng có nhầm lẫn vào mặt này hay bị nhầm lẫn vào mặt kia. Chứ không phải là mình cứ là một mặt thôi là cũng được. Thầy có lấy một ví dụ như thế này. Ví dụ tâm mình sân quá, cái mình luyện tâm từ, mình mới là tập luyện tâm từ. Nhưng mà khi tâm từ nó quá đi một cái đó là mình cũng sai luôn, chứ không phải tốt đâu. Nó sai đi. Giống như cái vị thuốc, cái người thầy thuốc á, là biết cái vị này á, là nó có cái tính gì, tính vị như thế nào, cái vị thuốc kia nó có tính vị như thế nào,
để người ta sử dụng thôi, chứ không phải là hệ nghe nói là cái thuốc này tốt là mình cứ uống cho thật nhiều vô là không được đâu. Một người mà tâm từ nó nhiều quá là cũng không được, trừ phi là cái người đó có trí tuệ. Cho nên hệ khi có trí tuệ thì tự nhiên có từ bi hỷ xả, mà từ bi hỷ xả đó là từ bi hỷ xả của tự thân. Thì lúc đó cái từ bi hỷ xả sẽ tùy lúc nó tự ứng ra, thì nó không sao, không bao giờ sai. Nhưng mà khi mà mình lại quá luyện tâm từ quá hay tâm xả quá đó là đều sai. Thí dụ như trong thiền á, mà tâm xả nhiều quá đó là cũng không được. Hỷ lạc nhiều quá cũng không được. Tức là nói chung là cái gì mà mình cố rèn luyện mà để cho nó nhiều quá hơn cái bình thường là đều hỏng hết đó, chứ không phải là hay. Cho nên cái chính yếu của cái tu tập đó là thấy ra sự thật, chứ không phải là thiền mà của Phật giáo đó là thấy ra sự thật, là phát hiện ra được chân lý. Mà cái chân lý đó thì tất cả mọi người đều có chân lý như nhau. Bây giờ mình thấy cái không khí này thì rõ ràng là mỗi người đều bình đẳng trong cái hít thở không khí. Đã có ai dành nói là không khí này của tôi em không được thở. Không có ai dành nữa. Không khí nó cũng là bình đẳng với nhau. Nhưng mà ai biết sử dụng không khí tốt thì cái người đó sẽ là sống tốt. Còn ai không biết sử dụng cái không khí đó thì sẽ xấu. Cho nên ấy, cái quan trọng là do mình thấy biết ra tất cả các pháp. Nên Đức Phật Ngài nói là cái mục đích tối hậu của sự tu tập là có hai điều thôi. Một là nội tâm thanh tịnh, và hai là thấy rõ các pháp. Chỉ vậy thôi. Thấy rõ các pháp tức là thấy đâu là thiền, đâu là bất thiền, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chân, đâu là giả, đâu là nhân, đâu là quả, này kia là thấy hết. Thấy cả hai mặt của cái được, cái mất, cái hơn, cái thua, cái thành, cái bại, cái vui, cái khổ gì đó, cái vinh, cái nhục gì đó thì đều thấy hết. Thì cái đó là thấy rõ các pháp. Thấy rõ các pháp có nghĩa là không bị cái pháp nào lôi cuốn mình, không bị cái pháp nào nó che lấp mình, trói buộc mình. Thì như vậy tức là thấy rõ các pháp. Và nội tâm thanh tịnh. Và Đức Phật Ngài còn nói rằng là khi nội tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Tại vì mình á, thấy cái này như thế này, thấy cái kia như thế kia là do tâm mình bất tịnh thôi. Chứ còn á, khi tâm mình thanh tịnh á, là thấy cái gì cũng thanh tịnh hết á. Thấy cái gì cũng đúng như nó là phải vậy thôi. Cho nên Thầy nhắc lại là cái chủ yếu của sự tu tập của mình á, là thấy nội tâm thanh tịnh trong sáng đủ để thấy được các pháp đúng như nó là. Đó. Cho mình đừng có tưởng là rồi cho là rồi phải là rồi sẽ là, tức là lúc đó là chủ quan của bạn ngã. Và lúc chủ quan của bạn ngã như vậy là từ mình làm khổ mình thôi. Đó. Giờ đây là hết cái câu hỏi rồi, thì còn ai hỏi ngoài gì thêm không? Nãy thầy có nói về 10 điều trở ngại cho thiền Vipassana đó. Thứ nhất là định quá mạnh, còn những cái kia thì thầy cho chúng con xin biết thêm. Thầy cũng nhớ hết nữa. Dạ. Nhưng mà đều đại khái là thế này. Ví dụ như là khi mình ngồi thiền mà mình thấy ánh sáng, hay là mình ngồi thiền mà mình thấy là nhẹ nhàng thư thái, tức là nhẹ nhàng thư thái, hay là mình ngồi thiền, nói chung là các cái hỷ lạc, các cái loại hỷ lạc, thì thường thường á mình các cái người mà hành thiền á, mà ngồi thiền mà thấy có một trong những cái hỷ lạc đó thì rất là thích. Nhưng mà tại sao nó lại trở ngại? Chính là bởi vì cái thích đó. Bởi vì á, ví dụ như thế này, bây giờ thầy lấy ví dụ bên ngoài cho nó dễ hiểu.
Dạ thưa nhờ ở đây có cái tô, cái ly, cái hoa. Mấy khi thầy thích cái hoa thì tự nhiên thầy mất thấy cái này, mấy cái này, phải không? Còn nếu như tâm thầy bình thản thì thấy cái này rõ, thấy cái này rõ, cái kia cái nào cũng thấy rõ. Nhưng mà nhìn tới cái này, cái đó thích nó một cái rồi cái là quên mất cái kia. Mà khi mình thích một cái gì đó thì mình quên mình. Mà cái chính yếu là mình phải thấy mình, luôn luôn là mình phải tỉnh thức để sáng suốt biết mình. Nhưng mà khi mình gặp phải một cái trạng thái hỷ lạc đó, trong đó có năm cái hỷ lạc đó, thì năm cái hỷ lạc đó đều là trở ngại hết. Đó. Rồi đó, những cái trở ngại tiếp theo là trí tuệ quá mạnh, trí quá mạnh cũng là trật. Vì trí quá mạnh là trí quá mạnh mà cái lý trí đó là nó luôn đi kèm với tưởng, cho nên nhiều khi mình tưởng mà mình lại cho là thật. À, vậy sao đấy, vì cái tưởng nó thấy như thật vậy đó. Nhưng mà thực ra đó là tưởng mà mình không biết. Do đó mà cái trí mà nó mạnh quá là không được. Cái định mình quá không được, cái xả mình quá không được, cái niệm mà mình quá cũng không được. Vì cái niệm á, cái niệm tức là mình tròn vẹn với cái thực tại. Nhưng mà khi mà mình mà tròn vẹn quá đi á, thì nó nghiêng về định. Tròn vẹn nhiều quá nó nghiêng về định, mà định thì nó đứng yên lại. Đứng yên lại thì làm sao mà mình thấy được pháp diễn biến. Đó, cho nên á là định quá cũng được. Và thêm một cái nữa là mong cầu mau đạt được cái gì đó. Cái này như là cái đích căn tí rồi gì đó, tức là cái tâm mà cứ mà giống như dục tốc bất đạt ấy, tức là cứ ngồi vô cái là muốn cho nó tới cho mau. Cho nên mình á, thường thường mình nói là khi mà con có cái tâm đó làm sao con vượt qua, tức là mình muốn mau rồi. Cho bây giờ cái tâm đó thì cứ thấy thôi, cái tâm gì tâm tốt tâm xấu gì mình cũng thấy hết á. Tâm tốt mình cũng thấy mà tâm xấu mình cũng thấy, vì cái thấy là chính chứ không phải cái tốt cái xấu đó. Thì mình á là mình cứ lo muốn được cái tốt thôi chứ còn cái xấu thì mình nội sân, mà cái tốt thì mình nội tham, thì tức là mình không thấy, lúc đó mình không thấy mình. Cho nên á, mình nhớ một cái điều, mình nhớ cho thật kỹ một cái điều là thấy là chính, chứ không phải là đạt được cái này đạt được cái kia, hay là phải trạng thái này phải trạng thái nọ gì hết á. Nếu một người mà trong cái khi ngồi đó, suốt cả buổi ngồi đó, khi thì thấy tham, khi thì thấy sân, khi thì thấy trào cự, khi thì thấy gì đủ thứ hết trơn á, mà cái nào cũng thấy hết á, thì người đó mong đạt đạo hơn là một người ngồi yên không thấy gì hết. Người ngồi yên không thấy gì hết là không có, là nó dừng lại đó rồi, nó đâu có thấy được cái gì. Đó. Không cần đến, bởi vì khi mình thấy đó tức là tâm mình đã định rồi. Trong cái thấy đó là nó phải có giới định tuệ nó mới thấy đó. Ví dụ như thần đồng chú tâm quan sát, thì bây giờ mình lấy ba yếu tố này là giới định tuệ nè. Nếu mình quan sát mà mình không thần đồng chú tâm thì không quan sát được, phải không? Mình chú tâm mà mình không thần đồng quan sát thì cũng không chú tâm được. Mà mình thần trọng mà mình không chú tâm quan sát thì cũng không được. Tức là ba cái đó nó luôn luôn nó đi với nhau. Do đó đó, khi mình thấy được tức là mình đã đủ ba yếu tố đó, ba yếu tố giới định tuệ, thì mình mới thấy rõ được nó như nó là. Mà bây giờ đó, tham thì mình thấy tham. Trong kinh tứ niệm xứ đọc cho kỹ mà có. Đức Phật nói tham thì thấy tham, sân thì thấy sân. Nếu tham sân si bất kỳ cái gì mà đều thấy hết á, thì người đó giác ngộ. Lúc mà con tập thiền thì con thấy dường như con nghĩ là con phải nghĩ đến ngày mai làm cái gì không thấy được, hoặc là con nghĩ tối hôm qua con làm cái gì không thấy được, nhưng mà phải là thấy thôi không ạ?
con thẳng trọng chú tâm quan sát, thấy là nó nằm trong trong cái nào của ba cái đó cơ. À, thì thần trọng chú tâm quan sát là đều cả ba yếu tố đó để giúp cho thấy. Nhưng mà con không biết làm gì với cái thấy đấy, thấy nhưng mà được cái đầu con vẫn cứ ở ngày nay hoặc là quá khứ hoặc là chuyện buồn chuyện vui thì con thấy, nhưng mà con nghĩ con thấy sai cho nên con chẳng thấy gì cả. Không thấy gì hết. Tức là bây giờ cái gì nó khởi lên đó, thì mình thấy cái đó. Mà bây giờ con á, con cho nên á, mới tùy theo người này, tùy theo người mới đối trị này. Bây giờ con á, là nên niệm thân. Nên niệm thân là chính. Thêm niệm thân là sao? Đưa tay là mình thấy đưa tay này. Để tay xuống là mình để biết để tay xuống này. Đổi cái micro qua bên này là biết đổi qua này. Đưa tay qua bên này để cầm cái nắp để đẩy lại là biết đang đẩy lại này. Cứ thấy thân cho nhiều. Khi mà mình thấy thân như vậy á, là tâm mình nó không suy nghĩ gì cả. Đúng không? Không cần định. Đúng không? Không cần phải định lại. Bởi vì á, khi mà mình cầm cái này lên, dòm cái này, đó, để xuống. Là mình chỉ thấy cái hoạt động của thân mình đang làm thôi. Thì lúc đó cái tâm mình nó rất là yên. Cho nên tại sao mà lúc đầu thầy lại nói thần trọng chú tâm quan sát? Bởi vì chính thần trọng chú tâm quan sát là tâm mình nó đã định rồi. Nhưng mà nó định cả ba, tức là nó cả giới định tuệ, chẳng phải là nó định không. Nó đi cả ba yếu tố. Thì sau đó đó nó mới nó sau đó đó thì nó thấy rõ cái cảm giác cảm xúc hơn. Bởi vì thường thường á mình đang đi nhưng mà mình nghĩ chuyện này chuyện kia, tức là mất cái thần trọng chú tâm quan sát trong đi. Khi mình đau nhức hay là mình cảm thấy hỷ lạc thì mình chỉ thấy cái đau nhức hay hỷ lạc thôi. Thì lúc đó mình là nói chà, hỷ lạc này hay quá, mình phải làm sao mà giữ lại, hay là cái đau nhức này làm sao mà cho mau hết. Tức là cái tâm mình lại mất cái sự tròn vẹn tỉnh thức đó. Rồi nhất là cái tâm mình nó cứ khởi, mình cái tâm mình nó khởi thì nó chạy theo cái thái độ tâm đó, cho nên mình cũng không thấy. Ví dụ như khi mình nổi sân là mình chạy theo cái đối tượng của cái sân đó, cho mình không thấy lại cái tâm sân. Khi mình tham là mình, ví dụ mình thấy cục vàng mình thích, thì lúc đó mình chỉ để ý tới cục vàng thôi, cho mình không thấy được cái tâm của mình khởi lên như thế nào. Do đó chỉ cần là mình nhìn lại cái tâm đó. Thì ban đầu thì thân rồi thấy thọ rồi thấy tâm. Lúc mà mình lấy thân làm chính á, thì thọ hay tâm hay pháp là chuyện đó. Khi nào mình thấy cái gì thì mình thấy xong rồi mình trở lại thân. Khi mà thọ đó thì mình lại thấy cái gì đó mình trở lại thọ. Nhưng mà khi nó nhuần nhuyễn mà cái thần trọng chú tâm quan sát nó nhuần nhuyễn rồi, khi cái trở về tròn vẹn tỉnh thức nhuần nhuyễn rồi thì lúc đó chuyện gì mình cứ để tự nhiên. Mình cứ để tự nhiên rồi, thân thì mình thấy thân, mà thọ thì thấy thọ, tâm thì thấy tâm, pháp thì thấy pháp, một cách tự nhiên đó. Còn lúc đầu á, tại sao mà lúc đầu á là người ta thậm chí còn có cái này nữa. Một người mà không có cách gì mà có thể tròn vẹn tỉnh thức hay là thần trọng chú tâm quan sát được thì lúc đó phải niệm Phật. Bởi vì niệm Phật, ví dụ bên Nam Tông á, niệm Phật là Arahant Samma Sambuddho, tức là thanh tịnh trong sáng. Tức là mình niệm cái thanh tịnh trong sáng đó để trở về với cái tâm thanh tịnh trong sáng của mình. Cái đã niệm một thời gian. Nên mới nói là cái pháp, mấy cái pháp đó gọi là pháp đối trị, chứ chưa phải là cái pháp mà thực tánh. Pháp đối trị đó là khi tâm mình mà vòng quá đó thì mình niệm Phật để cho tâm nó bớt vòng đi. Khi tâm mình mà sân quá đó thì mình niệm tâm từ để cho nó bớt cái sân đi. Khi tâm mình mà tham quá đó thì niệm cái sự bất tịnh để mình đừng có tham. Mình thấy cái sự nguy hại á, cái gì mình tham thì mình phải thấy cái mặt nguy hại của cái đó để cho mình đừng có tham. Và mình mà cứ mong đợi phải đắc được cái này, đắc được cái kia, mơ tưởng cái chuyện này, mơ tưởng chuyện nọ đó,
thì niệm sự chết, niệm sự chết để thấy rằng là mình có thể chết bây giờ mà còn đâu mà ngày mai mà để mà mong cái đó. Cho nên mỗi ngày mình đều niệm cái chết. Thì bốn cái pháp đó, đó gọi là bốn cái pháp bổ túc. Nếu như khi mà mình chưa có thể tinh tấn chánh niệm tỉnh giác một cách trọn vẹn được thì mình nên sử dụng một trong bốn cái đó tùy theo lúc hoặc là tùy theo cái tâm của mình như thế nào. Đó, đại khái là vậy. Cho nên là theo thầy là con một là nên niệm Phật, hai là niệm thân trước. Lúc mình niệm Phật mình cứ cần phải hiểu mình đang niệm cái gì nữa. Không cần hiểu, chỉ thấy như nó là thôi, chứ đừng có hiểu. Hiểu là trật, đừng có hiểu. Còn cái hiểu á là hiểu mình đang niệm cái gì hả? Không phải, mình chỉ biết là mình đang thấy cái gì, mình cái tâm nó đang thấy cái gì thôi, cho nên không cần hiểu, không cần hiểu. Nhưng mà mình cứ thấy một hồi mình sẽ hiểu ra. Thầy lấy ví dụ như thế này, cái người đó trồng mít. Bây giờ nó có trái mít bắt đầu nó tường hình. Nó tường hình trái mít thì bắt đầu người đó thấy. Người đó thấy thôi. Rồi trái mít nó lớn dần rồi người đó thấy thôi. Rồi cứ như vậy cho đến khi nó chín rồi người đó cứ thấy thôi. Thì đến khi mà nó thấy hết cái quá trình đó rồi, cái là tự nhiên biết trái mít là sao. Thế bây giờ mà mình ngồi đây mà mình nói là không biết trái mít như vậy là sao đâu được, bởi vì mới hỏi nó làm sao thì nó đã lại qua cái khác rồi. Cho nên mình cũng cần phải biết, cũng cần phải hiểu, mà mình chỉ thấy thôi. Thấy rồi á, khi mình thấy hết rồi tự nhiên mình hiểu. Mà cái hiểu đó không phải là lúc đó không phải hiểu bằng lý trí nữa, mà gọi là thông suốt, tức gọi là liệu tri, hay là tuệ tri, chứ không phải là hiểu theo cái kiểu mà của lý trí. Còn hiểu lý trí đó là mình cứ có nhiều khi mình chưa biết gì hết nhưng mà mình vẫn hiểu hết. Thí dụ như mình học trong sách đó, là nói cái gan của mình là thế này thế kia thì mình hiểu hết, nhưng mà mình không thấy cái gan gì cả. Mình không thấy cái gan nó ra làm sao cả, mà mình cũng thấy gan đau là làm sao, mình cũng biết hết gì hết. Nhưng mà mình hiểu hết là bởi vì mình học trong sách đó. Cho nên cái hiểu đó nó chỉ là lý trí. Cái lý trí đó đôi lúc nó trở ngại cho cái thấy biết thực. Do đó bây giờ cái cách của mình là phải thấy biết trực tiếp, thấy biết thực, chứ không phải lý trí. Thế này cho con hỏi, hồi sáng khi mà ngồi thiền từ 10 hồi sáng khi ngồi thiền từ 10 giờ tới 11 giờ thì con cũng cố tình ngồi suốt một tiếng để coi con thấy cái gì. thì tại thầy dạy là chỉ có nhận biết thôi, cho nên một tiếng đó con cũng để ý coi con nhận biết cái gì. Thì thoạt đầu á thì bởi vì ngồi yên và nhắm mắt cho nên cái nhận biết của con là do con nghe thôi. Thì con nghe xung quanh người ta nói chuyện nhiều lắm, nói chuyện khắp nơi, thì cái nghe đó thoạt đầu á thì con nghe, thì con nhớ thầy nói thì chỉ biết nghe thôi. Mặc dù như vậy nhưng khi con nghe thì con có lo thì dầu là biết là mình nghe nhưng mà tự nhiên nó có lo. Cái thì con biết mình nghe và mình lo, thì cứ vậy cho con nhớ là khoảng chừng gần nửa tiếng đó, thì tự nhiên thì cái thân cái tâm của con nó từ từ nó có vẻ là rất là mềm mại, rất là nhẹ nhàng, và con cũng thấy là con cũng nghe xung quanh như vậy thôi. Nhưng cái nghe này nó không có lo lắm, đúng là lúc này chỉ có nghe thôi, thì cũng là cái tiếng, nhưng mà lúc này thì nó làm con khỏe chứ nó không làm con mệt giống như hồi lúc đầu. Thì con thấy cũng là cái tiếng nhưng nó có hai cái cách khác nhau, cũng là tiếng nghe xung quanh con nghe con tiếng, nhưng hai trạng thái đầu và sau nó có khác. Thì con thấy là trong thời thiền, bởi vì con nhắm mắt và con ngồi yên cho nên cái tiếng nó thay đổi, con thấy như vậy. Nhưng mà
nếu mà thực hành như thầy dạy khi con đi đứng nằm ngồi làm việc á, thì hình như con chỉ nhận biết như cái khúc đầu mà con có thì con ngồi thôi. Dạ, cho nên con không biết là nếu khi đi đứng nằm ngồi mình cứ nhận biết như vậy, nhận biết cái nhận biết đó con không hiểu là tới khi nào nó chuyển từ cái nhận biết cái bước đầu qua cái thứ sau. Bây giờ là cứ nhận biết thôi, bây giờ cứ nhận biết thì lúc đầu á cái nhận biết á, nó có khi là nhận biết hết, có khi mình chưa nhận biết hết. Thí dụ như là có khi nghe tiếng nói xung quanh thì mình nhận biết, nhưng đến khi mình lo rồi mình không nhận biết, thí dụ vậy. Nhưng sau đó mình lại nhận biết luôn cả cái lo, thì cứ cái gì đó mình cứ nhận biết thôi. Bắt đầu là cứ cái gì thì mình cứ nhận biết vậy thôi. Thì hết dần dần khi một cái nhận biết đó, cái nhận biết lúc đầu đó, thì nó vẫn còn có cái khái niệm, vẫn còn có cái đánh giá. Mà cái khái niệm đánh giá đó, đó là tức là bên trong nó có cái ngầm chứa cái bản ngã đó. Khi mà nó bắt đầu nhìn hồi đó là mình chỉ còn lại cái nhìn thôi, tức là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe thôi. Thì lúc đó, đó là không còn cái khái niệm, không còn cái bản ngã, không còn quan niệm, không còn cái phản ứng nữa. Thì lúc đó cái thấy biết đó, nó bắt đầu là trong sáng. Lúc đó là thanh tịnh trong sáng đó. Thì lúc đó nó chỉ phản ánh một cách trung thực, cũng vẫn là nghe như cũ, nhưng mà lại là bây giờ nó lại thanh tịnh trong sáng, cho nên nó không có phản ứng được đó. Thì cái mục đích của tu là để nó cứ gàn lọc dần, lại gàn lọc dần. Mà lại gàn lọc không phải là bằng cách loại bỏ, mà bằng cách thấy ra. Chỉ có thấy ra thôi là từ đầu nó sẽ yên lại. Bởi vì cái yêu đó, đó là định luật tự nhiên. Như thầy nói đó, bây giờ cái tay nước này nó đang lạc nước bên này đó. Và bây giờ mình cũng cố gắng mình cầm lại đó. Lúc đầu đó thì mình có vẻ như cố gắng cầm lại, nhưng mà nó cũng yên. Nhưng mà nếu mình để nó lại yên lại một chút, từ đầu nó sẽ yên lại. Thì mình cứ vậy, mình cứ thấy thôi. Mình chỉ thấy, cứ tâm như thế nào mình cứ thấy cái đó, cứ thấy như vậy thôi. Thì á, mình sẽ thấy này, là cái tâm của mình á, nó có, té ra là nó có hai mặt. Một mặt tánh và một mặt tướng. Mặt tướng á, thì nó cứ khởi lên rất nhiều thứ tùy theo đối tượng này. Đối tượng sắc thì mắt thấy, đối tượng âm thanh thì tai nghe, đối tượng gì thì cái biết của cái lục căn của mình đó, lục thức của mình đó, nó sẽ nhận biết. Thì tất cả những cái tâm nào mà nó khởi lên theo cái lục thức đó, đều là tướng biết. Đều là tướng biết. Mà cái tướng biết đó, thì nó có sinh có diệt. Tức là có đối tượng thì nó sinh, mà hết đối tượng nó diệt. Ví dụ như mình đánh một tiếng chuông thì mình nghe, nhưng mà mình nghe rồi hết tiếng chuông thì tự nhiên hết nghe. Thành ra nó cái nghe đó nó có sinh có diệt. Thì lúc đầu là mình thấy được cái, nếu mình vẫn cứ tiếp tục nhìn thì mình sẽ thấy ra được ba điều. Điều thứ nhất là mình thấy có những cái ảo, có những cái là ảo chứ không có thực, mà mình chỉ cái nhìn đó là cái nhìn do mình thấy ảo thôi. Tức là do mình tưởng tượng, do mình cho là thế này thế kia, cho nên nó là cái nó là ảo. Thì mình sẽ phát hiện ra cái ảo, rồi đến phát hiện ra cái hiện tượng có sinh có diệt tùy theo cái đối tượng của nó. Nhưng mà cái thấy vẫn cứ tiếp tục thấy. Khi cái thấy vẫn tiếp tục thấy thì đến một lúc nào đó mình sẽ thấy là cái ảo cũng thấy được, cái sinh diệt mình cũng thấy được, mà cái tánh thấy đó đó nó vẫn thấy. Thì như vậy á, chính nhờ cái thấy này này mà mình thấy ra được một điều là cái tánh biết. Tánh biết á, tức là cái tánh của nội tâm á, cái bản chất của tâm á, là nó không sinh diệt. Khi mà mình trở về được với cái không sinh diệt đó đó, tức là niết bàn. Tức là nếu tâm mình mà chuyện gì cũng sinh diệt hết á, cứ thấy hết
mà tâm mình vẫn vẫn cứ thấy, cái thấy đó vẫn không sinh diệt, thì lúc đó là mình đã thấy được cái sự tịch tình của pháp. Thì đa phần á là mình á là do cái mức độ của mình nó là chỉ thấy trên cái thấy của ý thức, của nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, sân thức, ý thức, cho nên mình cứ thấy sinh diệt hoài, và mình muốn là cho nó miên mật là không được, làm sao miên mật được? Mình lại đòi cái ý thức đó mà miên mật là mình sai rồi đó. Tích cực miên mật, cho nên thầy mới nói là không tích cực, không miên mật, không theo dõi, không tìm kiếm, không theo dõi, không ghi nhận gì hết. Nhận biết thì được, chứ không ghi nhận. Là bởi vì tất cả những cái hoạt động đó là hoạt động của ý thức, chứ không phải là hoạt động của tánh biết. Mà ý thức á, ý thức hay là cái lục thức á, thì nó chỉ là có sinh có diệt theo đối tượng thôi. Và bây giờ mình thấy được cái sinh diệt của đối tượng đó, cho nên á, tâm mình vẫn không sinh diệt, mà tâm cái thấy đó vẫn không sinh diệt. Thì mục đích của cái thấy đó là để cuối cùng thấy ra là cái thấy không, cái tánh thấy đó nó không sinh diệt. Cho nên đó, lúc mà mình nhận ra được là cái tánh thấy không sinh diệt đó, là lúc đó mình thấy là người tâm thanh tịnh mà thấy rõ các pháp. Cho nên mà cứ thấy cái đó, cứ thấy mà không bị lôi cuốn vào. Ban đầu thì mình bị lôi cuốn vào cái ảo, sau mình thấy thì mình không bị lôi cuốn vào cái ảo nữa, thì mình lại là bị rơi vào cái sinh diệt của các cái tướng. Sau đó mình không bị cái sinh diệt của các cái tướng đó nó lôi cuốn mình nữa, thì tâm mình nó hoàn toàn là thấy biết rõ ràng minh bạch. Thì cái đó đó là lúc đó là nó là tuệ tri, chứ không phải là thức tri hay là tượng tri nữa, mà lúc đó là tuệ tri. Cho nên đó, tại sao đó là khi mà tri kiến thanh tịnh, khi tri kiến thanh tịnh tức là cái thấy biết của cái tướng biết đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, cái tướng biết nó lặng yên đi, thì lúc đó mới là tướng biết thanh tịnh, hay gọi là tri kiến thanh tịnh. Thì khi tiến thanh tịnh vẫn chưa phải. Trong cái bài kinh mà bảy trạm xe đó, thì cái cuối cùng trạm xe cuối cùng là tri kiến thanh tịnh, nhưng mà tri kiến thanh tịnh Đức Phật cả nói vẫn chưa phải, đó là chỉ là trạm xe thôi, chứ chưa phải là cái đích chính. Mà cái đích chính đó là một tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, không bị tham ưu, không bị dính mắc, không bị chấp trước vào bất kỳ điều gì ở đời. Thì cái đó Đức Phật ngài gọi đó là cái vô thủ trước niết bàn. Nói tóm lại là mình đang trình độ nào thì trình độ vẫn cứ phải thấy biết thôi. Nhưng mà thấy biết dần dần, ban đầu thì thấy biết của sáu thức, nhưng mà dần dần á là nó sẽ vượt ra khỏi cái sáu thức. Khi cái sáu thức nó thanh tịnh lại thì lúc đó sẽ là cái trở vào được cái tánh biết, cái thấy biết của tánh biết. Rồi là mình đạt được cái mục đích cuối cùng của nó. Thì cái lúc đó là thầy gọi là rộng rang lặng lẽ trong sáng. Quan trọng nhất là chữ thấy, nhưng mà làm sao mình hiểu được cái công việc hoặc hiểu một cái việc gì đó chính xác. Thì nghĩ là rất là nhiều việc mình thì hiểu sai là do mình có quan niệm cũ và kinh nghiệm cũ, hoặc là dựa vào một cái tôi cá nhân, kiến thức của cái tôi cá nhân, mình sẽ định nghĩa được thể quan cái nó làm cho mình suy nghĩ sai. Thì để về trở về với thực tại của bản thân mình thì đôi khi cái bản ngã của mình hay là cái tôi cá nhân của mình sẽ ngụy biện cho rất nhiều cái hiện tượng, đôi khi khiến cho mình cảm thấy mình có thể mình sẽ đi lạc lối nếu mà cái thấy hoặc là cái sự tỉnh thức của mình không được mạnh thì mình sẽ bị làm sai hoặc là bị lạc lối. Như vậy có gặp nhiều trường hợp như vậy rồi. Như vậy thì con, theo cá nhân con thì con cũng cố gắng, bây giờ phải cũng không nên cố gắng, là phải trở lại với bản thân mình và
nên lúc nào cũng tỉnh táo tỉnh. Nhưng mà làm việc ở ngoài đời thì đôi khi chuyện đó cũng khó. Nhưng mà mình miễn sao mình ý thức được bản thân mình rằng mình sai, rồi mình điều chỉnh cái ý thức hệ của mình, hoặc là điều chỉnh là cái thái độ của mình, thì mình sẽ tốt hơn. Đó, cái câu hỏi của con là làm sao con tỉnh thức sáng suốt. Chắc là phương pháp tập luyện thôi, chứ không cần phương pháp nào khác. Cái này là nó hồi nãy thầy nói là tức là tùy người. Tùy người, ví dụ như trường hợp của con á, thì nên niệm Phật đi. Nên niệm Phật một thời gian. Niệm Phật à, nếu theo Bắc Tông thì niệm A-di-đà gì đó. Thì còn niệm theo Nam Tông thì cứ niệm A-ra-hăng Sam-ma-sam-bút-thô. Tức là hay là mình niệm là thanh tịnh trong sáng là được. Hay niệm là sáng suốt, định tịnh trong lành, sáng suốt, định tịnh trong lành, cứ niệm vậy đi. Cứ lúc nào cũng niệm vậy để cho cái tâm mình nó yên đi cái đã. Nếu mà cái tâm mình cứ nghĩ cái này, nghĩ cái kia lung tung quá thì cứ niệm đi cái đã. Cứ niệm vậy thôi, niệm. Cứ nhắc mình đó, có một cái người Phật tử đó nói là bây giờ là con cũng hay thất niệm lắm. Nhưng mỗi lần thất niệm là con cứ nhắc là sáng suốt, định tịnh trong lành. Hoặc là thần đồng chú tâm quan sát, mình cứ nhắc. Ban đầu là mình chưa có thần đồng chú tâm quan sát được đó, thì mình nhắc mình là thần đồng chú tâm quan sát như vậy thôi. Cái một hồi là đó là cái nhắc đó, đó thứ nhất là để nhắc, mà thứ hai là để khi mình niệm cái câu đó, đó nó không có nghĩ cái này cái kia. Thế đó. Tức là mình có vô số cách để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của mình. Nhưng mà cách gì thì cách cũng phải thấy ra thôi. Cũng thấy ra thì cũng thấy ra là không được. Mà có cái này, hôm trước ở bên Melbourne thầy cũng có nói, tu là cũng giống như mình đi học ăn trộm á. Có cái cậu đó đi học ăn trộm, mới cái ông thầy nói cũng giỏi lắm, ăn trộm giỏi lắm. Ông với chị, ông nói là cậu theo tôi sẽ dạy cho. Cái ông mới tới, ông mới khoét vách, rồi ông mới xâm nhập vào trong nhà người ta. Lúc đó trong nhà ai cũng ngủ hết trơn, cho nên là ông mới xâm nhập vào. Rồi ông mới đi tìm một điểm chỉ cho nó cách đi như thế nào mà ông, tức là ông cứ quan sát ông thôi, quan sát ông để ông thấy thì nó học rồi cái ông mới tới, ông mới mở cái tủ của cái gì đó trong nhà đó, ông mở ra xong rồi á, cái ông la lên ăn trộm, ăn trộm, cái xong rồi ông bảo ông tuồn mất, ông tuồn mất á, thì cái cầu này mới tìm cách này, tìm cách kia, đủ thứ hết trơn. Cuối cùng á, cậu cũng thoát được. Cậu thoát ra được ra ngoài rồi á, cậu về cậu chữa cho ông thầy, nói là ông hại tôi quá. Ông hại tôi, ông muốn là ông bắt đem con bỏ chạy. Thế ông thầy, ông mới cười, ông nói là thành công rồi con. Thành công rồi đó. Cho nên mỗi người đó, đấy là thầy, chỉ nói cái nguyên lý thôi. Chứ còn á, là mình phải biết cách tự mình đào thoát như thế nào. Chứ còn là không có ai mà chỉ cho mình được cái đó. Mà mình, nếu mà người ta chỉ thì mình chẳng có hứng thú gì cả. Mình phải tự khám phá ra cái cách đào thoát của mình thì nó mới hứng thú chứ. Chứ còn mình cứ chỉ cho gặp ai cái này chị, bây giờ làm thế này, bây giờ làm thế kia, thì mình cứ mãi mãi là cũng nết hoài hay sao. Cho nên đó, cái ông thầy mà dạy ấn trộm này là ông cho nó học bài học thực tế. Bài học thực tế chỉ học có một lần thôi là nó biết rồi. Phải từ đối diện với mình, đối diện với tình huống thực của mình. Cái hướng mà thầy hướng dẫn là nó
ban đầu thì có vẻ rất là khó, nhưng mà ai mà nắm được nguyên lý một cái rồi á thì là cực kỳ dễ dàng. Cực kỳ dễ dàng, cho nên á nó cái này á, thầy mình cũng phải là mình đi so sánh nha. Cho một cái người á, ví dụ như có nhiều người mà ai vô trong trang web mà coi đó, thì có nhiều người họ nói là họ đã từng hành cái này cái kia cái đủ thứ bao nhiêu năm rồi, nhưng mà rồi cuối cùng á nó cũng đi tới đâu hết. Họ hành họ cũng đạt được cái này cái kia đủ thứ, nhưng mà đến khi nó gặp phải một cái sự kiện bất ngờ nào đó trong cuộc đời một cái là coi như mất hết rồi. Kiến thức cũng không còn, kiến thức không áp dụng được chỗ nào cả, kiến thức kinh điển không áp dụng được vào đâu hết. Và cái mà mình mà đắc được ấy, cũng mất đó hết trơn. Rồi cái cơ duyên ấy, họ lại nghe được cái bài giảng của thầy thì tự nhiên nó mở ra. Cái bây giờ họ nói bây giờ con sống bình thường nhưng mà cũng thấy là mọi chuyện nó rất là dễ dàng, thấy biết rõ ràng tất cả mọi cái. Tại sao hồi kia mình cứ, thầy sử dụng hai từ, một cái từ trầm hâm tại sao mình cứ trầm hâm vào cái này, trầm hâm vào cái kia, mà lúc đó mình lại, bây giờ mình mở cái tâm ra rồi mình mới thấy là thấy hết, thấy tất cả mọi cái đó. Cho nên là cái người nào đó, mà cái người này đó là chị mới nghe thôi là nó đã mở ra được hết rồi. Cho nên thầy khuyên đó, là người nào mà chưa có hành được á thì nên vào trong trang web á, nên là download xuống cái mấy cái pháp thoại của thầy á, mà cái cách nghe là thế này, nghe từ đầu tới cuối, chỗ nào không hiểu đừng bỏ, chỗ nào mình không hiểu là mình bỏ. Mà cái nào á, bởi vì thầy chị là thường thường là thầy chị thắc vào sự thật, cho nên nó rất dễ hiểu. Chỉ có một số danh từ nào không hiểu thì kệ bỏ, không cần, không để ý, cũng đừng quan tâm, cho nên mình cứ nghe tiếp thì nó mở dần cho mình ra những cái mà cái quan niệm sai lầm, cái thấy biết sai lầm của mình. Thì tự nhiên khi mà mình thấy đúng lại khá là bắt đầu mình vào cuộc rất là dễ dàng. Nên thầy mới nói là đừng có học thiền mà trước hết là phải hiểu, phải thấu suốt được thiền là gì cái đã. Mà khi mình thấu suốt được thiền là gì rồi á thì tất cả mọi hoạt động đời sống đều là thiền. Lúc đó mình sẽ thấy không có cái gì là không thiền cả. Đại khái là vậy. Con này lần đầu tiên con đi học mấy khóa này đấy ạ. So với mọi người thì con chưa chuyên nghiệp lắm, nhưng mà tại vì là con cũng muốn học thiền rất là lâu rồi. Con cũng lâu nay thì cuộc sống của con là con chỉ về nhà xong rồi con bật YouTube, con nghe pháp rồi con cũng như tự mình nghiệm ngẫm ra rồi mình thay đổi thôi. Nhưng con cũng muốn là mình học thiền, con biết là tốt cho cuộc sống sau này của con nữa, mà con chưa biết là phải bắt đầu như thế nào. Tại vì con rất là bận rộn, thầy cho con vào bí kíp đúng không ạ? À, mà hôm giờ con có nghe không? Hay là mới nghe buổi nay? Hôm nay là đầu tiên là hôm nay thì con cứ về nhà con bật YouTube, con nghe các thầy giảng là mình phải như thế nào, không được sân hận thế nào được. Con tự thay đổi thôi, tức là con tự là mình không được sân hận, không được suy nghĩ sai về người khác, rồi lời nói không được, nói chung là con tự thay đổi. Nhưng mà con biết là con học thiền nhưng mà con quá bận rộn là con không biết bắt đầu từ đâu cả. Nếu con muốn học thiền thì nên vào trong cái trang web trung tâm hồ tông con viết viết thường, viết dính nhau không có dấu, xong rồi chấm ORC thì là con vào đó, xong rồi con vô trong đó nó hiện ra các cái mục, con bấm vào trong cái mục pháp thoại thì lúc đó nó sẽ có những cái bài giảng từ cái khóa 4 cho đến khóa 16 và những cái bài giảng ở tại Úc, tại Mỹ, tại châu Âu hoặc là ở tại Việt Nam. Thì cái bài giảng của thầy là chuyên đề về thiền. Còn các thầy thì nhiều khi họ giảng về đạo đức là phải đối xử thế này thế kia hay cái gì đó thì cũng tốt, nhưng mà cái đó là về phần đạo đức sống ở đời thôi. Còn thầy á là thầy đặc biệt là nói về thiền, nhưng mà thiền ngay trong cuộc sống của mình.
Thiền là một cái quá trình mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của mình. Tức là do con người mình nó là do nhận thức sai cho nên mới hành động xấu. Thì nó đưa đến cái hậu quả là không tốt. Còn khi mà mình nhận thức đúng thì mình sẽ hành động đúng. Và hành động đúng thì nó sẽ đưa đến kết quả tốt. Nó là đơn giản là vậy thôi. Do đó thiền là thực ra là thắp sáng lại mình để điều chỉnh nhận thức và hành vi trong từng hoạt động hàng ngày. Đó. Mà hồi nãy thầy nói đó, tức là con thần trọng chú tâm quan sát lại mình một cách tự nhiên vô tâm chừng đó thôi. Rồi con cái khẩu quyết là chừng đó thôi. Nhưng mà sau đó, đó là con cứ nghe những bài giảng rồi tự động nó mở ra. Thậm chí là tại sao hồi xưa trong thời Đức Phật có nhiều vị Đức Phật ngài nói bất tự nhiên họ ngộ ra luôn, họ giác ngộ ra luôn. Thì biết đâu là con nghe nó bất tự nhiên con ngộ ra thiền luôn, nhưng con chẳng cần phải hành như thế nào cả. Rồi bây giờ là hết giờ rồi, mình nghỉ cái đã phải không? Tối là có cái thời giảng pháp tiếp phải không? Nhưng mà thầy đề nghị như thế này là thầy giảng nhiều rồi, bây giờ giảng lâu giảng tới cũng vậy thôi, cho nên cái chủ yếu là các Phật tử đặt câu hỏi cho nhiều, đặt câu hỏi như thế này á, thì đây là giải quyết cụ thể vào những vấn đề của mỗi người. Cho nên nó là từ đây tới cái giờ đó là mỗi người nên đặt câu hỏi đi, hỏi gì được, nói chung là hỏi về cái sống thế nào cho đúng tốt là đẹp. Yeah. Rồi bây giờ mình nghỉ ở đây ha. Các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo ngầu, tu hành tinh tấn ngõ hậu vô sanh. Do sự cứu đó mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dưng khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.